Nhiều người mình là do đối với Phật Pháp nó không có kiên nhẫn. Nó không có kiên nhẫn. Toàn là mình muốn đi hái quả không à, chứ không chịu gieo nhân. Đến chùa chưa nóng cái đít nữa thì muốn có kết quả, không có cửa đó đâu. Đúng không? Cái gì nó cũng phải có bỏ công nó mới có quả chứ. Mọi từng phải đau chân mới hưởng được sự an lạc tại gia. Đúng không quý vị? Trời ơi, cái gì cũng muốn niệm ấm chăn im không mà muốn sung sướng. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết bạn ơi. Nó, nhiều em chân dài niệm ấm chăn im nhưng cuối cùng phía sau của nó là một màn kịch của cuộc đời sung sướng gì đâu. Mình đã từng sống thành thị, thành phố rồi mình biết. Mấy em đều nhìn thấy sáng sủa đẹp, cao ráo. Nhìn thấy chảnh chẽ ba lá hẹ. Nhưng phía sau của nó là gì? Nhiều cái nghề nghiệp quý vị. Trời ơi, nhìn thấy đẹp vậy mà bước vào là gì? Toàn là phục vụ người già, người lớn tuổi, nước ngoài, râu ria mọc tùm lum, rụng răng gì, chịu đựng hết. Nó vậy đó mà bước ra thì ổng hạ, chảnh chẽ ba lá hạ. Nên xem lại cái đời mình, nên xem lại cái lối sống của mình để thấy rằng mình giả dối, gạt mình, gạt người. Mình đang khổ như vậy mà đi gạt mình, gạt người quý vị. Có không? Nhiều quá chen chứ đừng nói chuyện dẫn chơi hả? Vậy đó thiệt quý vị chứ. Mình bây giờ mình càng tu mình nó hiểu ngày xưa những đức sống đường Sư Nguyệt Ánh là đoạn đường cao cấp thành phố quận nhất. Vì biết đường đó toàn là những quán cao cấp không? Bằng đêm mà 12 giờ khuya là mấy em túa ra. Nhìn mấy em mình mê muốn chết. Đẹp cao ráo mà. Nhưng mà giờ mình đi tu mình nó hiểu. Các em vô toàn là phục vụ dân giàu sang nước ngoài đồ, toàn là già cả đồ không, giống như có tiền mua tiên cũng được, còn không có tiền thì miễn vào đi em, đúng không? Đứng ngoài rìa nhìn chơi thôi chảy nước miếng. Nó thấy chưa, mình bây giờ mình tu rồi mình mới hiểu rằng đúng là rõ ràng như con thiêu thân, rồi thời gian đi qua vài ba năm thôi, nhan sắc phai tàn, lúc đó người ta thải qua vị trí khác. Càng ngày nó càng hạ cấp, hạ từ từ, bước ra tới ngoài đường mà đứng. Thì thấy cuộc đời con người nó thải mình ra từ từ, ra tới ngoài đường. Bây giờ mình may mắn thay, dù là mình lùn chút, mình mập chút, nhưng mà mỗi từng lỡ nghe thầy phá, đức cũng giảm pháp. Đúng không? Vậy đó, mà mình nó lai rai, mà cười, ngon lành, sống biết đủ, thường vui, có con đường giải thoát. Vì thấy cái hạnh phúc này quá trời đặc biệt luôn. Còn hơn chân dài mà làm tầm bậy. Lúc trước chùa mình có một bà cụ này qua khôi. Ngày xưa bà cao ráo đương hình, bà cũng đẹp, bà cao ráo quá trời. Khi sau này bà vô đây, nhìn bà còn hơn là hoa tàn. Tàn tạ hết trơn quý vị ơi, nhìn thấy ghê, ấm như ấm nhất mà nó gồm xuống. Thấy không? Ngày tháng đi qua, có tha thứ cho người nào đâu. Nên cuộc đời con người, cái hạnh phúc nhất là tạo phước duyên, cái hạnh phúc nhất là mình nghe được đạo pháp. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni, thấy không? Ngài chọn Phật Pháp, Ngài chọn thuyết pháp làm chính. Phật Pháp hay á, bởi vì người tu hành mình nên luyện cái môn thuyết pháp. Cái môn thuyết pháp nó không phải luyện gì xa vời đâu, mà ngay mình á, mình chỉ cần ngay bản thân mình nói ra là nó nói chúng hết trơn. Chứ đừng có mong người ta khen mình mà mình nói trên trời dưới đất. Chỉ ngay mình nói ra là nó thành hình hết trơn. Như nãy những đức nói là nhìn ra được những đức. Tại vì ngày xưa những đức cũng mê mà. Gặp mấy em chân dài đứng nhìn lum lum. Không, ngồi quán cà phê mà có khi uống cà phê mà quên mất tiêu cà phê. Mê dữ lắm mới bị ô. Không phải là không mê đâu. Thấy không? Mình là đàn ông mà. Đàn ông mà không mê phụ nữ thì đâu phải đàn ông. Đúng không? Đàn ông mà không mê phụ nữ chắc là gì. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình phải chấp nhận sự thật. Còn nữ mà không mê đàn ông vậy là gì? Đúng không? Nên cái cõi này nó mê thì mê, mà mình biết đạo là mình biết đủ. Biết đạo là biết đủ, phải không? Còn mình không biết đạo là không có đủ đâu. Bởi vì mình thấy nhiều ông vua mà trong lịch sử ghi lại đó, quá trời nhiều. Tại vì mấy ông đâu có biết đủ đâu. Nhưng mà đa phần mấy ông đó chết sớm. Mấy ông coi lịch sử qua, vua thường chết sớm. Nó nghĩa là mê sắc
đắm sắc thì chết sớm, không nói dòng dõi. Mà không có trí tuệ ở đâu để mà lãnh đạo được cái đất nước tốt. Cái triều đại nào mà mê sắc dục là triều đại đó là nhân dân khổ. Quý vị đi coi lịch sử là biết liền vậy đâu. Đó, nhưng mà mình á, là người đàn ông á, mình thương phụ nữ. Mình tự nhiên mình tu với mình thấy người ta mình tội nghiệp. Thôi kệ họ đi. Dù họ có tính tình hẹp hòi hay gì chuyện đó kệ họ. Thấy họ cũng tội nghiệp. Những đức mà ví dụ như gần nhiều người đi tu trong chùa mình giết, thấy tội nghiệp. Mình lo giết mình mới thấy họ, mình tội nghiệp họ. Khi họ gặp mình họ nói nội mà cái chuyện mà mỗi tháng đó là thấy khổ. 3-4 ngày khổ, có nhiều khi cả tuần là quá khổ. Có cô cả tháng chờ nó khổ ác đẳng hơn. Tự nhiên mình thấy vậy, cái tự nhiên mình thấy người phụ nữ thì sao, mà bởi vì Phật nói là nhàm chán thân nữ thì ra là nó phải làm sao. Nên Phật có nói là nhàm chán thân nữ. Rồi đàn ông như mình cỡ nào cỡ chứ mình không có đẻ. Mình không có đẻ, còn họ phải chịu đẻ. Hiểu không? Mà đàn ông thì mình đi ra ngoài cái gì cái này cái người ta đỡ nói. Còn phụ nữ cái gì cái là người ta nói liền. Nên người phụ nữ họ khó chăm bề, khó giết mà tức. Nên hẹp hòi, nghĩ ép nó quá tức. Thành hẹp hòi ích kỷ luôn. Sao mà đàn ông cái gì cũng được mà mình không được, tức quá. Nó, nên từ nơi đó cũng vì cái tức đó mà cái thời đại này phụ nữ hư nhiều. Là do tức muốn làm giống đàn ông. Rồi đi nhậu, rồi đi chơi, bồ bịch bạn bè, đồ như cái gan đàn ông luôn, làm ăn luôn. Nên cuối cùng cái thời cuộc này nó chia tay nhiều. Còn cái thời cuộc ngày xưa phụ nữ người ta an phận lắm. Thà mình cho phụ nữ an phận mà có một gia đình tốt, đừng có cho phụ nữ họ có vật chất. Người đàn ông mà khôn đừng có cho phụ nữ có vật chất. Hãy cho họ những cái họ muốn thôi. Đừng có cho họ có trong tay. Họ có trong tay là họ dễ xảy ra vấn đề lắm. Những đức nói thật chứ, chùa mình những đức hộ trì các cô mình khéo quá. Nếu như các cô mình mà nó có cái này cái kia là nó không có ở tu luôn được đâu. Nó không có gì chứ. Cuối cùng biết an phận. Cứ vậy mà sau này nên mà an vui nữa. Đừng có đòi hỏi nhiều quá. Chỉ cần đi chùa mà chồng cho tiền xe chút đỉnh, rồi cho tiền ăn bánh là được rồi. Đừng có cho gì thêm nữa chứ nha. Hiểu không? Rồi thí dụ như mình thấy cái gì được mình mua cho, dây chuyền vòng vàng chút đỉnh trang sức, giống như phụ nữ người ta thích mà mình cho vậy thôi. Chứ không có cho dự của đồ lớn lao. Tại vì nếu không sanh tâm, không khéo sanh tâm. Người phụ nữ ngày xưa người ta không có gì đâu. Đàn ông là người quyết định không à. Nhưng mà mình nên thương họ. Thương họ bằng cái tâm chân thật á, giúp cho họ. Mình hiểu được cái tâm ý họ đang cần thì sao. Mình đừng để họ buồn. Vậy là đặc biệt lắm rồi. Mà vậy nó tự tại lắm mấy bà ơi. À, giữ tiền bạc cũng khổ lắm. Những đức mà giảng pháp được là nhờ những đức không có giữ tiền. Hiểu chưa? Nó nhưng không giữ tiền nhưng quản lý tiền. À, trời ơi, giao hết lỡ mấy bả lặt kèo cái mình chết mồ luôn. Cái ê là mình quyết định mà. Nên mình quan sát, mình giao một khoản nào chi dùng, còn ngoài ra đâu có giao hết. Giao hết lỡ tâm tính mấy bả thì sao? Cái chuyện gì mình xin ai, đúng không? Nên đó là cách khéo léo để cái tâm tư mình nó đỡ đi cái chuyện mà dính dáng. Nhưng mà mình phải là người mà chi ra thu vào sao mình phải nắm được hết. Đó mới là cái cách khéo. Còn nếu giao hết hoàn toàn, họ trở mặt quay lưng phiền phức, không khéo hại họ. Rất là nhiều người đàn ông mình thất bại là từ ngay cái chỗ là mình quá tin. Tin thì là không có sai, nhưng mà tin không đúng chỗ, cuối cùng lại tạo ra cái mầm mống nguy hiểm sau này. Nhiều người lắm quý vị, cả người tu cũng rớt cái chỗ này không đó. Giao sạch, cuối cùng lặt kèo một phát, tiêu, khổ quá trời khổ luôn, thấy không? Nên trong cái cuộc đời này, sống trong cuộc đời này, cái góc độ tư duy phải nhạy bén. Mình là người tu thật sự quý vị, được tốt hết trơn. Chỉ cần hiểu lối sống với nhau là tốt hết trơn. Quý vị nhớ,
Dù bản thân mình có đầy đủ hết trơn, mình không có áp bức người khác. Mình chỉ cần hiểu mình, hiểu người, những gì mình cần, những gì người cần. Mình phải thông suốt chỗ này. Khi thông suốt chỗ này mình tự tại lắm. Mình nói rõ cho người ta nghe sự việc của nó, thì tự nhiên mọi người ai cũng sống nhau đặc biệt lắm. Và bản thân chúng ta là người tu hành cầu giải thoát, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng người ta áp bức mình. Tất cả những gì mình nói người ta áp bức mình là đó là cái tâm mình khổ. Còn người ta có cái tâm nặng nề là người ta khổ. Còn bản thân của mình là người tu, làm sao cho mọi cái cảnh duyên mình sống được tự tại, vậy thì mới là người tu. À, quan trọng lắm á. À, nghe nó cỡ mở lắm chứ không phải mỗi ngày đếm tiền nhiều mà hạnh phúc đâu, tầm bậy. Đếm tiền nhiều lo mà chết. Rồi bản thân mình có khi sợ trộm cắp nữa này kia, phiền phức đủ chuyện. Những đức nói thật sự chứ, nội mà quý vị đeo vàng nhiều thôi, vị đi ra đường vị đã sợ. Quý vị mà không có đeo vàng gì hết thì không có sợ. Nhưng quý vị mà đeo dây chuyền to, dòng vàng nhiều là nguy hiểm. Nên cha mẹ mà có điều kiện mà mua vàng dòng cho con mình còn nhỏ đeo nguy hiểm, có khi hại nó. Cho nó đeo mà có chừng người ta giết nó đó nghe. Nó nên từ nơi đó mình đừng có hại con mình. Nó, những cái vật chất á, nó chưa chắc là tốt đâu, nó chỉ là một phương tiện thôi. Người mà hiểu những nguyên lý này rồi, trong cái cuộc đời chúng ta sẽ không có nặng nề quá gì vật chất đâu quý vị. Không có nặng nề quá gì vật chất đâu. Vậy thì cuộc đời mình sẽ có niềm vui à. Ồ, cái niềm vui ấy, phái lạc ở trong Phật Pháp nó thù thắng lắm. Nếu như quý vị mà tiếp nhận được Phật Pháp, nghe quý vị an lạc, tự tại lắm. Chỉ cần đừng có kể công. Những gì mình cho ra đừng có kể. Dù có cho ra bao nhiêu cũng đừng có kể. Thì quý vị tự tại liền, kể là phiền não đó. Kể là hụt hẳn, cho biết á. Ừ. Cho ra bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, đừng có đặt trong tâm nặng nề. Tất cả những sự hy sinh đều là nhân quả hết, chứ nó không phải bỗng không đâu nghe. Chứ đừng có nói rằng tôi hy sinh vì ông hy sinh vì tôi. Đừng có nói gì. Chúng ta đều có nhân có quả, nó mới đến với nhau vậy. Chứ ai hy sinh cho ai, thấy không? Nên mỗi một con người mình nên duy trì cái tâm trí á, để mình sống cho nó đặc biệt á. Người vậy mới là người khôn khéo. Nó nên những đức nói trong cái cuộc đời này chúng ta rất dễ hụt hẳn vì con, vì chồng, vì vợ, vì con người. Bây giờ chúng ta rất dễ thay lòng đổi dạ. Con người chúng ta bây giờ và 50 năm về trước là con người bây giờ đã tệ hơn nhiều rồi. Chúng ta bây giờ dễ thay lòng đổi dạ lắm. Cái tình thương của chúng ta dành cho nhau bây giờ nó dễ quên lắm. Nó mau quên lắm. Ồ, con người bây giờ chúng ta rất là dễ là thấy mới quên cũ. À, người xưa người ta biết bồi dưỡng cái cũ, nó tồn tại lâu dài. Còn người bây giờ người ta dễ quên cũ lắm nghe. Ta dễ quên lắm á. Mà nội mà người ta nghe pháp mấy thầy mà người ta còn thay lòng đổi dạ mà. Đừng có chuyện dẫn chứ. Có nhiều bà mà bà nghe pháp mà bà còn nói là để nghe ba ông. Có gì không, còn ông này còn ông kia. Ghê không? Nghe pháp mà còn tính vậy đó trời. Nó còn đi tu ba chùa, ha, mắc chùa này còn chùa nọ. Chùa nào la tao, tao lợi chùa khác. Ghê không? Nên họ chơi như là tình cảm vậy đó. Bây giờ có người, nhiều người ta yêu, ta nói vậy nè, lỡ không còn thằng này còn thằng kia, không có nhỏ này có nhỏ khác, lỡ như nó bỏ tao bất tử tao hụt hẳn thì sao, lỡ bỏ tao tao còn thằng khác. Cái tâm người ta nghĩ, người ta tưởng đâu, người ta khôn cái quý vị, tầm bậy. Mình mà như vậy thì mình đâu có cái niềm vui của sự bình tĩnh, bình an. Mình luôn luôn là lo sợ mà. Nên mình cái gì mình bám cho chắc thì mình có à. Mình bám chắc mới có. Mình lơ là mắc. Nên người xưa ta nói, một vợ nằm giường lèo mà hai vợ nằm chèo queo, ba vợ xuống chuồng heo nằm. Thà một người nó chắc hơn. Vì mình đã hết lòng vì người ta, sau này có gì người ta sẽ lo cho mình. Còn mình hai ba bà, hai ba ông, sau này nó đẩy tới đẩy lui, mình ra ghìa nằm ngoài đường mà chết. Đó, cho quý vị biết. Ồ, nó như vậy đó, cái nhân cái quả mà. Có những người ta nhiều vợ nhiều chồng mà sao cuối cùng người ta không ai nuôi, là vì người ta không có bao giờ mà đặt tình cảm chân thành. Nên mình là người tu rồi, đối với Phật A Di Đà mình chân thành thì phải đối với con người phải chân thành, chân thật. Chứ mình đừng có giả dối. Chứ sao mà nói thật lòng với Phật mà giả dối với người, hiểu không?
vậy đâu có đúng phù hợp đâu. Mình đang sống với ai ở cõi này? Mình sống với con người ở cõi này thì mình phải chân thật chứ, chân thành. Bây giờ mình đừng có sợ người ta gạt gì mình nặng nề, nhưng mà mình cũng phải có cái sự thông minh. Thí dụ như bây giờ người ta lỡ có gạt mình sẽ không khổ. Đó là người không bị gạt. Nhưng mà mình phải thông minh kìa. Còn nếu như mình không thông minh mà mình mù quáng, người ta gạt mình cái mình túng quẳng, mình tức tối lên, vậy là mình thất bại. Vậy thì bạn cứ lo đi. Bạn cứ lo những việc bạn cần lo đi, kệ bạn. Hiểu không? Nên mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này, mình hiểu rồi tự nhiên mình mở cái dây chói buộc ra từ nội tâm mình. Nên quý vị gì đây, quý vị nghe pháp á, quý vị nghe viết rồi cái tâm trạng quý vị nó thoải mái dữ lắm. Viết rồi tốt, tốt hết trơn à. Viết cái gì cũng tốt chứ. À, đúng không? Tốt hết trơn. Nà, ai sống ai chết gì cũng tốt. Chứ làm sao? Sống thì nó còn thọ mạng, chết thì nó hết thọ mạng thôi. Chứ làm sao bây giờ? Nên từ nơi đó mà con người mình nó không còn bị sự chói buộc gì chứ. Vậy thì bây giờ mình an lạc không? Quý vị hỏi những đức gì sao thầy mỗi ngày vui? Thì như vậy mà ra. Vậy mà ra tôi chứ làm cái gì? Thấy không? Đó. Có nhiều người hỏi thầy có lo có khổ không? Tôi có, nhưng mà tôi không có thích cái kiểu mà đi đưa đẩy cho người khác chỉ cho nó mệt. Những chuyện mình cần làm mình làm, đúng không? Chứ ngoài ra làm việc nhân sự, làm gì không có sự đụng chạm, không có cái bực bội. Nhưng mà chuyện mình xử lý. Có khi vì thấy những đức giảng pháp, có những lúc vì thấy tâm trạng như đức cũng có cái nặng nề, nhưng mà dùng cách đó để điều chỉnh cho người khác. Nhưng mà nhờ gì mà chỉnh mình luôn, chứ thật sự làm gì không bực bội. Nhưng mà mình không có nói thẳng rõ ràng để cầu cạnh ai để giúp mình cái chuyện đó được. Cái chuyện đó là cái chuyện của mình. Cái chuyện phiền não, cái chuyện khó khăn là bản thân của mình phải đối đầu, mình phải giải quyết. Mà giải quyết bằng cách là bằng nội tâm chuyển biến. Mà muốn chuyển biến được nội tâm thì phải dùng tâm nhớ Phật thường ngày. Tâm nhớ Phật thường ngày thì tâm mới chuyển biến phiền não. Còn tâm mỗi ngày không nhớ Phật niệm Phật, vì gặp phiền não lãnh đủ bạn ơi. Nên mình khéo, mình luyện một đội binh mạnh mẽ, đội binh Ai Với Đà Phật. Khi thằng giặc nó đến thì binh Ai Với Đà Phật xuất hiện. Chúng ta có binh lực mà, đúng không? Do mình mỗi ngày không chịu niệm Phật đâu, nước đến chân mới chạy không kịp. Thọ mạng đến lúc đớ người luôn. Nên những đức mới hướng dẫn quý vị, ngày nào cũng tập nín thở chết một hai lần, rồi bài vàng bạc châu báu đem kêu vợ đẹp đồ đứng trước mặt, rồi lúc đó mình nín thở hay kêu chồng đồ đứng giùm chút, rồi đem tiền bạc vàng vòng để bài trước mặt, rồi xong mình nín thở, rồi đó lúc đó mà thở không được thì gì nè, rồi lúc đó là mình thở nhẹ gan cái đi, rồi mình mới quan sát tất cả tiền bạc vàng bạc và chồng hay vợ đứng trước mặt, con đứng trước mặt, rồi lúc đó mình mới tự quán xét nghĩ lại là rằng tất cả những sự việc này không giải quyết cho mình khi lúc mình gần chết, mà lúc gần chết mình phải nghĩ cái gì đây, đúng không? Nghĩ cái gì đây? Tập như vậy từ bây giờ cho đến khi chết thì chắc chắn lúc mình gần chết mình sẽ nghĩ Ai Với Đà Phật, tại mình đã luyện cái chết này rồi. Con người ta là do không luyện chết nên cuối cùng khi gần chết người ta mới bị hụt hẳn, người ta chạy tìm sự sống. Còn mình biết chạy tìm sự sống nó không có sống, nó gần chết là nó phải chết chứ nó không có tìm sự sống được. Mình đã rèn mỗi ngày rồi, quen rồi. Bây giờ chúng ta phải tập mỗi ngày để nhìn thấu buông xuống, không có buồn giận ai. Những đức tại sao mà cứ nói mãi cái chuyện đừng buồn giận người khác? Vì quý vị thích giận người ta lắm, thích giận bu vơ lắm, giận tàu lao bác xế cũng giận nữa. Muốn vui vui, muốn buồn buồn, kỳ cục dữ lắm. Bữa nay vui mai buồn, có khi sáng vui chiều buồn, có khi chiều buồn tối vui, có khi tối vui mà sáng lại buồn, nó kỳ cục lắm. Phải không quý vị, coi lại xem lại đi, có khi nó chuyển biến từng sát na, vừa mới vui một sát thì nó tiếng sao tiếng mặt chầm dầm này. Tờ ơi, sống gần mấy bà ở chùa này mà còn gì mà muốn buồn buồn à, tự nhiên mặt chăm chăm chua ủ, không biết chuyện gì xảy ra. Thấy không, không đơn giản đâu mấy ông. Mấy ông ở kia chịu một bà thôi mà thấy mệt.
À, thấy chưa? Nà, mà mấy ông thấy những đứa chịu bao nhiêu bà mà còn lên ký. Bà trẻ, bà già đầy đủ. Bà trẻ, bà già, bà con nít nữa. Kinh khủng luôn, nít nữa. Nít cũng buồn dặn nữa. Xíu cũng buồn dặn, ác đạn luôn, ngộ ghê. Này giảng rõ ràng, hỏi dặn hờ, dặn dữ lắm. Ôi ghê lắm. Bây giờ thử cho đứa nào cục kẹo, mấy đứa kia thấy là nó kêu tập trung lại, nó là gì? Bàn tán. Nó xíu xíu vậy đó. Mà cho đứa nào cái gì là nó đi đi phe là nó bàn tán. Thầy cho nó bây giờ thấy không? Thầy dị nhỏ này nè. Tôi nghe nói mẹ nó dẫn đòn đi tu. Kinh khủng không? Nít mà nó khôn thấy ghê thiệt trời trời. Nó là thăng thiết. Nó là thăng lắm. Mẹ nó thăng với ông thầy. Bởi vì nó được ưu ái mà mày đụng nó là có chuyện. Ghê không? Con nít nhỏ xíu mà nó ghê vậy đó. Nó phải đơn giản. Bởi vì với chùa mình nó có ba dạng bà. Bà nhỏ, rồi bà lớn lớn, rồi bà già. Thấy kinh không? Vậy mà những đức còn lên ký được là quý vị biết những đức là cái dạng cao thủ gì. Bởi vì không có chiếc áo giáp độ xanh khó lắm quý vị. Chịu không nổi chúng sanh đâu. À, nên Phật A Di Đà ngày cấp cho mình chiếc áo giáp. Chiếc áo giáp đó là nguyện vãng sanh, là chiếc áo giáp. Nếu như quý vị thật sự nguyện vãng sanh thì mọi việc quý vị sẽ tự qua hết. Còn nếu quý vị mà không phát nguyện vãng sanh là quý vị đứng lại, nó dính lại. Trong cái cuộc đời này chỉ cần quý vị mà gầy dựng cái tâm mà nguyện cầu sanh cực lạc thì mọi việc quý vị trong cuộc đời gặp phải sự cố nói qua hết chứ. Nó đều vượt qua hết chứ. Phải nhớ. Mình cứ nghĩ đi, cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Chúng ta lay quay giờ bốn mấy năm mươi tuổi, mau dữ lắm. Thấy từng ngày mà sao cấp kỳ vậy? Từng ngày mà cấp kỳ vậy nghe. Rồi từ từ tóc mình bạc. Như thấy không? Tóc bạc lai rai rồi phải không? Nó, tóc bạc lai rai thì nhộm lại. Có thuốc nhộm mà sợ gì? Đó, vì thấy chưa? Nó nên từ nơi đó mà mỗi ngày mình sống, sống làm sao cho nó tự tại. Sống làm sao cho nó tự tại trong cái cuộc đời này. Để người ta nhìn mình mà người ta cũng muốn tu. Ta nhìn mình cái là người ta thấy người ta muốn tu. Người ta nhìn mình người ta muốn tu là do gì? Thấy mình an lạc tự tại. Nó đỡ gông gũi. Cái người mà chưa có được cái pháp tu an lạc, người ta gông gũi. Gông gũi dữ lắm. Gông chỗ này gũi chỗ kia. Tìm đâu này tìm đâu nọ, nặng nề tùm lum. Còn mình bây giờ mình có cái pháp tu rồi. Mình đến chùa mình nghe pháp, mình tu, mình về mình áp dụng. Mình sống những ngày tháng đơn giản thôi. Vậy mà không có thiếu đâu nghe. Thiếu đâu. Nhớ á. Quý vị cứ nghĩ đi, mình biết tu mình tạo phước. Giống như mình uống miếng nước, mình chăm miếng nước. Thì nước uống cả đời quý vị tới đời con chưa hết. Đó. Sao thiếu? Ơi, mình phải tin chứ. Có những người trong cái cuộc đời này người ta thông minh lắm mà người ta có thành đạt đâu. Tại vì trong mạng người ta không có tiền. Còn có những người người ta không có thông minh, người ta không có giỏi gì mấy mà sao người ta giàu? Quý vị nhìn sơ qua đi. Có những đứa bé nhỏ nó mới đẻ ra thôi mà mạng nó là của nó. Có những ông giàu, cực kỳ giàu trong cái đất nước này luôn. Một hai đứa con thôi chưa chân là của đó, của hai đứa đó đó. Còn ông thì tạo cả đời, tạo nghiệp, nhưng mà hoàn toàn là để là cho hai đứa đó, một đứa đó. Phải là trong mạng nó có không? Đúng không? Yeah. Trong mạng nó có mà là mình làm sẵn đưa cho nó không cần làm mà nó có. Còn trong mạng mình có mà là mình phải cực khổ làm mới có. Mà nó phải có, làm nó mới có. Còn nó không cần làm, nó cũng có nữa. Tại vì trong mạng của nó là có sẵn luôn. Nó có nghĩa là cái phước đức nhân duyên á, nó lạ lắm.
Có những người mình ngồi chỗ người ta đem đưa cho mình, vì trong mạng mình là cái phước duyên mình, mình giúp người ta như vậy nó thành hình vậy. Còn có những cái duyên mà mình giúp người ta phải cực khổ người ta mới được. Vậy thì khi mà bản thân mình được, mình cũng phải cực khổ mình mới được. Nên mình gieo nhân làm sao mà cho người ta tiện lợi, thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ tiện lợi có cái phước này. Thấy không? Rõ ràng chưa? Nên mình cứ giúp người, lo cho người, mình đừng có làm cho người ta khổ để có, mà mình làm cho người ta dễ để có, để cái nhân mình được dễ mà có. Hãy hiểu nguyên lý này. Nó là rõ ràng còn gì. Còn nếu mà đứa con nó sinh đến một gia đình nghèo, sơ nghèo sát, nhà toàn là rác, thì đứa con này là nó không có phước. Thì thấy không? Con nít cùng là con nít, một ngày đúng giờ vậy mà bao nhiêu đứa nít sinh ra đời. Bao nhiêu đứa nít sinh ra đời. Mà có những đứa thì nó sinh đúng giờ, đúng ngày, đúng một lúc như vậy luôn. Mà một đứa thì con nhà tỷ phú, một đứa thì con nhà nghèo sơ nghèo sát. Cũng hai thằng con trai, hai đứa con gái mà hoàn toàn hoàn cảnh khác nhau. Nghe thấy không? Thì phước bất động. Đó, rõ ràng chưa? Hiểu nguyên lý này rồi thì sao? Dùng miếng tạo miếng, dùng miếng tạo miếng. Đời đời kiếp kiếp dùng hoài cũng không hết. Tới đời con tiếp tục mà dùng. Tại vì sao? Cha mẹ tu đức, con học theo tiếp nối. Học theo tiếp nối. Thí dụ như cái đường nước của mình dẫn đi, con mình nó nói bước theo, nó dẫn đường nước này tiếp tục, thì nước của mình dẫn đi đến đâu nó cũng dẫn theo đến đó. Nên tiếp nối, nó uống nước hoài không hết. Nó, còn mình tối ngày đi phá nước của người ta không, đi quậy phá không, thì cuối cùng con mình nó cũng học y gan mình đi quậy phá. Nên bản thân của cha mẹ là gầy dựng cho con. Nên nhiều người mình không hiểu, thì mình nghĩ rằng để của cải lại cho con là ngon, chưa chắc. Trong mạng con mình nó đã có phước, để không để nó cũng có phước. Trong mạng nó đã là có phước, để không để thì nó cũng có phước. Mà không để nó còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì phước này là nó phải nỗ lực và thành đạt thì nó càng kinh hơn nữa. Cái đứa này còn dữ dằn hơn nữa quý vị. Thí dụ như nó có phước trong mạng một, quý vị để là một là xong cái phước này. Nhưng cái phước trong mạng một này quý vị đem quý vị làm thiện, làm tốt hết, thì nó tạo ra trong mạng nó sẽ có hai phần phước, vì một công bỏ ra nữa. Đặc biệt chưa? Còn nếu như bây giờ nó chỉ có một phần phước bị để lại là xong rồi, nó xài một cái, nó không hiểu nguyên lý, thì hoàn toàn mắc sạch một phần luôn. Còn nếu bây giờ một phần đã có rồi, nó sẽ thành đạt chắc chắn. Nhưng nó lại bỏ công ra thì nó đạt thêm một phần nữa, là được hai phần phước. Quý vị thấy đời nó thù thắng cái nào chưa? Đó. Nên con người cái quan trọng là gì? Thành đạt là ngay phước. 100% thành đạt là ngay phước. Chính cuộc đời Nhật Đức đã nhìn rõ ràng từ khi Nhật Đức tu thay đổi số mệnh. Tu mới thay đổi số mệnh. Chứ những cuộc đời Nhật Đức sinh ra đời rõ ràng luôn. Rõ ràng còn gì? Là thấy không có cơ hội luôn. Ồn công nhận thiệt, ghê thiệt. Thấy rõ ràng là không có một chút cơ hội luôn nữa. Bây giờ mà càng tu mới càng suy nghĩ ra đời mình không có một chút cơ hội luôn trời. Bây giờ quý vị coi nhà 10 công đắc không có một cái gì là cơ hội thành công. Mà 10 công đắc nó nằm ở cái vùng khỉ ho cò gái. Vì biết nó nằm ở cái vùng đó xa vậy thì nó lâu phát triển, hiểu không? Biết chừng nào mà người ta trở thành những cái nơi đô thị đâu. À, thì 10 công đắc nằm im đó, làm lúa 2 mùa còn nhiều nước ngập. Có 2 mùa lúa nhiều nước ngập. Nó tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhìn. À, thấy cuộc đời mình tiêu rồi. Trình độ học vấn thì thôi quá xịn rồi. Trình độ học vấn thì quá xịn sò luôn. Lớp 3 ở lại 9 năm xịn cỡ nào biết rồi. Người ta hỏi sao mà ở lại lâu vậy? Thích cô giáo. Trung thành với nhà trường. Thích trường xưa bạn cũ. Hiểu không? Trời ơi, học lớp 3 mà ở lại 9 năm. Kinh chưa? Thấy là mình tiêu rồi. Bây giờ quý vị coi mà mặt mày lại không đẹp, xấu, lùn. Thanh niên mà không được cao với cao vinh viễn cũng ngon. Lùn. Hô nữa.
đi coi nó không có một số luôn nữa, không có số gì chứ, mà lại hư ăn nhậu nữa, thấy không? Thì thấy không, cái gì nó cũng không có số chứ, đừng có mong mà nhìn ai, không có cửa nhìn được ai luôn nữa, nhìn người ta cũng không nhìn lại nữa, nhìn người ta cũng không nhìn lại nữa, nhìn mấy con nhỏ xấu giống mình, nghèo giống mình thì còn có thể, chứ không có cửa nhìn lên. Thì mình thấy rằng bây giờ nếu mà mình bây giờ có vợ mà tiếp tục nhìn con nhỏ như mình, xấu như mình mà như mình luôn, ngóc đầu lên không nổi. Đã một đứa là một mình á, mà nó còn lình bình, mà thêm đứa nữa chìm luôn, đúng không? Mình đang không có thiền mà đem con nhỏ không có thiền đem gì nữa, thì hai đứa mà ôm với nhau mà chìm dưới nước mà chết, công nhận không? Nó thấy mình không có cơ hội gì hết trơn rồi, không có cơ hội gì. Biết rằng mình vẫn mong muốn là nếu mình có gia đình thì mình cũng coi cái gia đình bề thế một chút để mình nương dựa, nhưng mà không có cửa đó rồi, thấy mình tiêu rồi, thấy tiêu rồi, ăn nhậu mỗi ngày, ngày buồn giết rồi nhậu ngày 3-4 lần nó, rồi có tiền như xài sạch nhách, nghĩ rằng không có rồi chừa chi, chừa không biết chừng nào mà có, vừa chừa được có một chút xài phát sạch nhách luôn, cứ như vậy hoài. Rồi xong trong lòng buồn chán, thấy rằng mình không có cơ hội gì hết chứ. Thật sự mà nói giết nó cũng chán, nó cũng muốn quay đầu mà không biết quay đường nào. Thế chứ mình gặp ngôi chùa này thì mình quay rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái duyên người ta mà giới thiệu Phật Pháp cho mình là mình mừng, nhờ người ta dẫn mình đến gặp Phật Pháp. Nên có cái anh trên thành phố, anh ấy, anh không có tu nhiều gì, nhưng mà anh muốn rèn luyện những đức, anh thấy những đức có thể là người giỏi, thông minh đó quý vị, anh muốn rèn những đức Phật Pháp một chút nữa đi, để cho bỏ rượu này kia rồi thì làm việc với anh. Anh làm, anh giống như anh biết nhìn cái nhìn tướng quý vị, muốn dùng mình, anh đưa mình vô Phật Pháp để rèn, anh đưa vô Phật Pháp những đức, ban vô Phật Pháp luôn. Vậy đức nói bây giờ mà ban ra khổ lắm, nhào vô Phật Pháp luôn. Mình bây giờ mà tính cái chuyện mà lao ra làm ăn thì thấy nó khổ, mất thời gian quá thôi. Vô thấy mấy ông thầy chùa, ngày thấy 3 buổi cơm mà ông nào cũng mập mạp trắng tư, mình nghe thấy mình phái. Mình nói con đường này được. Thôi, đi tu bước cho rồi đi. Anh nói trời trời, đưa vô Phật Pháp cuối cùng đi tu luôn rồi trời. Nhờ vậy mà đi tu luôn. Nó, quý vị thấy không, nhờ tu hành, nhờ làm việc thiện, việc tốt, thay đổi cuộc đời, là những đức là trong đời này thay đổi. Mà 100% rõ ràng niệm Phật và nuôi người già là cách chuyển nghiệp mau nhất, không còn cách nào hơn cách này nữa chứ. À, nếu như những đức mà đi học kinh giáo này kia chưa chắc chuyển nghiệp, tại vẫn là sở học chưa hành. Không ngờ những đức nhào vô những đức nuôi người già là thực hành rồi, niệm Phật luôn. Cuối cùng niệm Phật nuôi người già, đúng là cái cách nuôi người già dạy con nít, ghê thiệt chứ, không tưởng tượng được luôn. Phước duyên đời này của những đức là hoàn toàn thay đổi số mệnh của những đức, thay đổi được cái tâm tham sân si, giảm tối đa nên tự tánh hiển lộ. Rõ ràng có Phật hiệu này nuôi người già, nên ai mà đi tu gặp tịnh độ mà gặp ngôi chùa nuôi người già gì, ban vô đi, ban vô là có cơ hội liền á, thiệt luôn á. Cá nhân mình làm được, nhưng mà mình phải nhập vào cái đội ngũ lớn này mình làm. Cái đội ngũ lớn này làm như những đức nói, các cô nên trân quý. Các cô bây giờ cá nhân các cô làm được cái gì? Nhờ có cái đầu não kéo, các cô làm phà phà. Nó bây giờ nấu ăn đồ kịch liệt, mình ở ngoài đời giỏi lắm nấu cho chồng ăn thôi. Nhưng mà vô đây mấy cô nó không nấu cho cả ê con người ta về ăn, mà toàn là những người niệm Phật tương lai làm Phật. Phải đặc biệt không? Nó nên những đức nói rằng các cô trong chùa mình có duyên có phước, các thầy các chú mình có duyên có phước. Từ nơi đó mà gặp được cái duyên đi tu đặc biệt, được người hộ trì tuyệt vời. Nó đó là cái duyên phước mừng. Nên mình nói gì, có những người ta muốn đi tu, người ta nghe, người ta cũng nhận thức nữa quý vị. Ta biết chọn phương hướng. Nó thật sự mà nói chỉ người ta phương hướng là phước đức lớn nhất. Chứ mình chỉ người ta sai hướng ta khổ lắm. Chỉ người ta sai hướng ta khổ lắm, không có giỡn đâu. Con đường này những đức đi, những đức nói rõ ràng cho quý vị nghe đó. Đó là một cái phương pháp chỉ dẫn người ta đó. Từ một con người không có gì cả, thì nói thiệt luôn quý vị, năm nào đi về ăn Tết cũng mượn 3 tháng lương. Những đức thì có uy tín mượn tiền, tại vì mượn sẽ trả chứ không có giật.
nên mượn được. Nó... cũng ngon, mượn tiền được là cũng ngon lắm. 3 tháng lương về xài kịch liệt lúc, xạo được mấy bữa, xong bận quần đùi đi về bằng đêm. Thành phố mà về quê thì bận đồ xịn sò, kỳ cục. Mà dưới quê lên là thành phố thì như ăn mại. Giống hệt là ngày xưa mới lên thành phố đi làm, mắt kiến đen gì gớt mắt tiêu hết. Dài gì xúc banh chành đó chứ. Nhậu xịn, đá cây, đá chó, dài hư, dài dởm mà. Đi có mấy bữa lột keo. Tớ đi lên lại vì biết rằng xách một cái vỏ mà gắt tứ tung. Năm nào đi về thì xịn sò thấy ghê, bóng bẩy lắm. Nhưng mà lên lại ba lô gắt, dài thì vứt bỏ, mắt kiến thì mắt chồng. Đồ nhậu mà hư đến mức mà nhậu mà vô nhà vệ sinh quên cái quần đùi. Kinh khủng, nhậu đến mức mà lầy đến mức gì đó chàng. Thì bị biết những đứa hư cỡ nào chưa. Nên những đứa báo cáo cho mấy ông mà nhậu hư hỏng, mấy ông đều tu được hết chứ. Vì tôi tu được, mấy ông tu được. Thì thấy không, mình hư mình nói người ta vẫn phái mình. Đúng không, chứ đâu phải nói mà người ta chê mình đâu. Mấy cô có chê những đứa không? Thấy chưa? Đó. Bây giờ tôi nói với mấy ông có hư hỏng cỡ nào, mấy ông chỉ cần sửa đổi lỗi lầm thôi. Mấy ông chỉ cần quay đầu làm tốt thôi thì vợ mấy ông vẫn tôn trọng mấy ông liền. Người ta có nhắc mấy ông hư, mà mấy ông nói luôn, nó nhắc gì? Mấy ông nói tôi hư luôn nữa, để tôi sửa được, tôi tự tin. Nó nên tất cả những người hư trong cuộc đời này gặp Phật pháp, chúng ta có cơ hội quay đầu. 100% có cơ hội. Sợ mình không chịu quay đầu. Bây giờ những đứa hỏi mấy ông nè, chúng ta hút thuốc bao nhiêu năm, chúng ta hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ, nó có lợi ích gì? Có nhiều người nói câu nói kỳ cục ghê, thà bỏ vợ không bỏ thuốc. Kỳ cục thế ghê, nói câu vô tình vô nghĩa. Vợ nó sống với mình vậy mà thà bỏ vợ mà không bỏ thuốc. Nói câu gì mà lạ, câu này không biết ai khởi đầu nói. Ai mà khởi đầu nói câu này sám hối giùm người đó đi. Không có ngày ra. Thà bỏ vợ không bỏ thuốc, ngon có cái gì chứ em. Nói bây giờ thử mấy ông bỏ thuốc thử coi. Khỏe cỡ nào, cầm điếu thuốc hút gì, khói bay tùm lum. Nói không, nội mà trong nhà đang ngồi ăn cơm với gia đình, cầm điếu thuốc phì phà thổi lên cái thôi là vợ con nó khó chịu. Không lẽ nói gì giờ, mà gặp mà ở máy lạnh mà hút thuốc cái nữa chết luôn. Gặp vợ đang mang thai cái nữa, tàu vợ mình nó hít, con mình nó bị ghiền. Vợ hít mà con ghiền quá đặng chứ. Vợ hít mà con ghiền đó. Ồ. Như Đức nói cho quý vị nghe, cái lúc quý vị có bầu mà cái tâm quý vị cái gì là con quý vị nó thành ra chỗ đó đó. Cho quý vị biết, nên có cái đứa bé kia nó sanh ra nó ngáp hoài luôn. Như Đức hỏi thì là chữ nhỏ xíu xíu cho nó ngáp hoài cô. Nói, bà nó chết xì ke nó tự. Mà ủa thế ghê. Cho ba nó chết xì ke mà nó ngáp kì cô. Tại vì có bà nó mới có nó. Nó truyền qua đường dây khác. Kinh khủng không? Ba nó mà dính nó. Mày thấy chưa? Cái sợi dây giao kết. Mình đã gieo nhăn sao con mình nó đến làm con mà nó hình thành cái gì? Nó, nên mình là đàn ông mình hút thuốc. Vợ bên cạnh nó hít với con mình lớn lên hút thuốc. Con mình nó bị ảnh hưởng trong gì nó hít vô trong bụng thì đứa con mình trong nó ngáp. Hít. Chứ sao? Cái này là nguy hiểm lắm á nghe. Hại ba đờ á. Hút thuốc hại ba đờ á. Đừng nói chuyện giỡn. Hại mình, hại vợ, hại con. Nghe kiểu này rồi mấy ông bỏ điếu thuốc đi. Mấy ông ơi là mấy ông. Thuốc chi không biết. Những đứa nói thiệt chứ. Mấy ông dùng cái tiền hút thuốc đó, mấy ông bỏ ống heo, mấy ông đem lại cúng dường Tam Bảo cho tôi nuôi người già còn ngon. Người chút một chút phụ tôi nuôi người già đại đi. Thật sự mà nói có khi nó cũng khó khăn thấy mồ hả? Để nói làm chi. Mình là dân chơi mà sợ gì mưa rớt. Không lẽ đi than thở.
đúng không? Làm mà làm tớ luôn chứ mình sợ gì? Mình đã tin rồi mình làm tớ rồi. Nó là mùng 5 tháng 5 tới là mời lại ăn mùng 5 tháng 5. Nó ngay thứ 5 luôn, mùng 5 tháng 5 ngay thứ 5 luôn. 10 điểm. Dạ. Ôi cúng nhà cũng vậy là như chùa cúng phước rồi. Kêu mời ông bà lại chùa ăn mùng 5 tháng 5. Hiểu chưa? Nó lỡ đây mình ăn mùng 5 tháng 5 dẫn vợ chồng con cháu lỡ hết phước chưa rồi. Nó bữa đó biết đâu ngồi ăn chứ mà có một bài thuyết pháp ngắn còn vui. Thấy không? Có một cái bài hát rồi nó vui vẻ gì đâu. Đặc biệt cái gì? Nó nên từ nơi đó mùng 5 tháng 5 ở dưới quê nhà Đức mùng 5 tháng 5 làm lớn lắm nha. Tắm cồn mà chết dữ lắm. Tắm cồn quýnh lộn xong té cồn chết queo. Ra giữa ngoài bìa nước á, cho sông lớn đó, nó mọc lên cái gò đất. Nó giao nó tắm. Tắm xong cắm trại. Nhậu, nhậu xong nhảy xuống tắm. Chìm ngấm. Năm nào tắm cồn chết quá trời luôn. Thấy không? Một năm năm này nhà nào cũng đổ bánh xèo chứ nha. Không biết cái quy định gì nữa. Để tra lịch sử rồi. Biết sao một năm năm là đổ bánh xèo. Nhiều người ta nói mùng 5 tháng 5 là giống như ăn Tết nửa năm đó quý vị. Thấy không? Nên từ nơi đó mà ở dưới quê miền Tây là người ta làm lớn lắm. Nhà nào cũng đổ bánh xèo ầm ầm, nhậu tá lả âm binh luôn. Mùng 5 tháng 5 là thôi nghèo cái nào nghèo cũng nhậu. Hồi đó nhà Đức dưới quê là kiếm mấy lít rượu đế treo toàn ten cần cổ đi lòng thòng. Đi lòng thòng chờ sớm. Mà dưới quê bất cười lắm nghe, bởi vì mình nói cuộc đời mình sống mà nó mình mà không gặp Phật pháp rồi mình không ngóc đầu lên nổi. Nhà ta đám dỗ cầm lít rượu đi toàn ten đến nhà. Mà mấy bà đàn bà ghét dữ lắm nghe mấy ông, kinh nghiệm luôn. Bây giờ mình tu mình mới thấy ra, hồi xưa mình không có thấy. Cầm rượu lên là mình khoái là thấy gì. Cầm thùng bia là khoái, nhưng mà mấy bà đàn bà ghét lắm. Đàn bà họ ghét cầm rượu cầm bia lại lắm. Nhưng mà cầm thịt thà khoái. Bởi vì mấy ông mà khôn á là mấy ông mà đi đến nhà bạn bè mà vợ bạn khoái mình là nó làm đồ ăn ngon cho mình, là trước nhất mình lợi nhà vợ bạn bè đồ, trước nhất phải có một món quà gì cho phái nữ đặc biệt, hiểu chưa, để cho nó nấu ăn cho mình ăn. Mà mình mà đến cái là nó nói anh Hiền đến kìa. Nó kêu liền à. Tại vì anh Hiền ra lăng phái. Còn gặp mà mình lỡ mà toàn là mình đem rượu với bia là không, nó đâu uống được. Ghét. Nó còn tốn công làm mồi nó tức. Nó không có được quà cáp gì. Ví dụ như mình nói bạn bạn tôi nói thiệt với bạn, mỗi lần tôi đến là tôi mua quà cho bà vợ bạn là sao. Tại vì tôi lỡ tôi chơi với bạn mà nó không vui là khó chơi lắm. Nên từ nơi đó bạn thông cảm với tôi, không phải là cái gì nghe chợ chợ. Tôi nói rõ ràng. Chứ nếu mà mình không nói, có khi vợ bạn mình nó nói cho mình, nó nói cho thằng bạn nghe. Thằng bạn nói là thằng này nó có vấn đề. Có chuyện xảy ra nữa mình phải khôn. Mình nói trước thằng bạn là tôi ra lăng cái kiểu này là tôi vì bạn đó. Ví dụ như bạn có một người bạn như tôi thì vợ bạn cũng thích. Hiểu không? Tại vì bạn của anh được quá. Mỗi lần đến là có quà. Thì nó làm mồi nó không có thấy mệt. Mấy ông nhớ đây là kinh nghiệm. Hiểu chưa? Nói rõ ràng cho thằng bạn nghe, không nói nó con vợ nó nói thật mà có chuyện. Có ngày nó chụp cổ mình hai bao lộn. Ông mà chị Đức nói thiệt, ông ngoài đâu mình lỡ có nhậu gì thôi, mình lỡ cái quán bia đại đi, kêu một hai chai bia mình uống. Tại mình mà lỡ nhà vợ bạn mình uống mình xỉn, mình chui vô phòng bảy ba lộn luôn, quýnh bỏ mặt luôn. Mình ưa bò cứ khơ nhậu xỉn, mình bò cứ khơ khơ á, không có giỡn đâu nghe. Nên không, hồi xưa những Đức ăn nhậu lầy dữ lắm mấy vị ơi, lầy dữ lắm, mà nhậu vô là nó lầy. Bởi vì Phật mới chế cái giới uống rượu là sợ mình phạm, nhậu vô nó lầy dữ lắm. Có một lần thằng bạn nó cứ vợ xong mình nhậu quá trời nhậu luôn, bạn thân nó cứ vợ, bạn nè cứ vợ thằng Tài nè, nó bạn nè cứ vợ, mà vợ nó với mình cũng bạn, nó thân dữ lắm. Xong mình nhậu quá trời xịt,
cái bữa mà đám cái rước dâu mình xỉn quá trời xịt, mình xỉn đến mức mình chui vô cái phòng của nó, hai chồng nó, mình nằm ngủ vô đó trước trời trời. Mà nhờ là lần nhỏ nó cũng bạn với mình luôn, mà hiểu tính mình. Xong cái đầu nó vô phòng nó thấy, nó trời anh Hiền người ra trời trời, đây là phòng hai chồng em mà anh chui vô đi làm gì, nói vòng này tôi phải ngủ. Thấy chưa, mình xỉn nó lầy thấy ghê chưa. Bởi vì Phật chế cái uống rượu là đúng, mình là người tu thạch tu rồi đừng có uống rượu nhiều, bỏ bớt đi. Ngày xưa dụ uống ba chai bia, giờ chơi chai gử thôi, hiểu chưa, bớt tối đa, bớt từ từ còn chai thôi, lâu lâu uống một chai chơi thôi, đúng không? Không có sao, mình đừng có nhậu xỉn. Nhậu xỉn là nó ưa tầm bậy lắm nghe. Mình là nhậu mà xỉn vô là mình ưa nói chuyện tầm bậy lắm, mình nói tầm bậy tầm bạ. Mà mình mà nhậu xỉn vô nghe mấy ông nó hư nhiều cái lắm. Ví dụ lúc mình tỉnh đi, mình nhìn con nhỏ đó mình biết được nó đẹp nó xấu. Nhưng mà khi mà mình nhậu xỉn vô, mình nhìn cái bà già đụng răng mình cũng nhìn thấy đẹp. Ồ mình nhậu xỉn mình nhìn, tại vì nó bay lại nè, nó lướt qua lướt lại mà giống như cô hồn vậy đó. Lướt qua lướt lại cho cô hồn vậy đó. À, nó nên Nhận Đức nói mà cái hư Nhận Đức nhiều lắm. Ngày xưa mà chưa đi tu, trời ơi nhậu xỉn vô mà thấy cái bà già mình nói em, bà nói tao tán vô mặt mà bây giờ chứ em, con nít con noi mà ăn nhậu vô kêu bằng em. Nhận Đức nói em già. Yeah. Ôi nhậu vô nó hư dữ lắm quý vị ơi. Nên đặc biệt nhất là người tu của mình, thấy không, biết tu rồi nghe gì rồi bỏ rượu. Không mà nhiều ông nhậu mà nghe Nhận Đức giảng khoái lắm. Nhiều ông nói một câu gì nè, ông thầy này tôi chịu. Nhiều người ta nói vậy mà. Kệ cái người người ta tốt thì người ta nghĩ sao nghĩ kệ người ta. Còn bây giờ mình nói vậy đó, mà nhiều người ta hư, trong cái cuộc đời này nhiều người hư. Thôi người tốt đã tốt rồi, còn mấy người nói tôi sao cũng được. Bây giờ tôi nói với cái người mà hư giống tôi ngày xưa. Tại vì đời nhiều người hư quá, thấy không, mình nói vậy thì nhiều ông, nhiều bà nói rằng là chồng bà nghe như Đức giảng là phái liền. Mà vừa nghe cái là nói ông này giống tôi. Ghê thiệt. Vậy đó, mình đâu có giấu che gì đâu, con người ai mà không hư chàng. Đàn ông mà nói mà không thích uống rượu, đàn ông mà không thích con gái, thế này chắc là bị đi, đúng không? Đàn ông mà. Nhưng mà mình tu rồi mình điều chỉnh lại, đúng không? Mình đã từng trải qua rồi vậy rồi, giờ mình điều chỉnh lại, mình sửa lại, mình sửa lại nó tốt chứ gì đâu. Nó nên cuộc đời của người ai cũng có cái sai, nên tha thứ cho nhau để mà sống, chứ đừng có chấp nặng quá. Ví dụ như lỡ có vấp ngã cái gì, mình nên tha thứ cho nhau để nó hàn gắn được. Nhưng mà mấy cô mà giờ về chùa mà nghe những Đức giảng cái này viết, mấy cô đàng hoàng lắm. Tại mấy cô biết rồi, mình không có tầm bậy làm chi đâu. Nó mang tiếng mang tay cuộc đời người phụ nữ mình không có nên. Mình hiểu mà. Nó còn đàn ông người ta thì sao, cái chuyện của người ta. Còn mình người đàn bà mình có chồng rồi mình đàng hoàng, thấy không? Mình phiền phức làm chi vậy. Mình biết tu rồi, thấy không? Mình hiểu rồi. Nó ngoan mùng năm làm đồ ăn cho. Thấy chưa, mùng năm tháng năm mình ai đi được mùng năm tháng năm đưa tay coi. Cũng đông quá nghe. Rồi được rồi, cứ đến, ai sắp xếp được thì đến, mình đến mình giữ ở chùa luôn. Nhớ buổi sáng đến, buổi sáng đấy, hoặc là trễ gì cũng là, thí dụ như 9 giờ được cũng được, thấy không, 9 giờ đến cũng được, lo chuyện gia đình đâu rồi đó, cho nên 9 giờ đến cũng được, đến sớm cũng được, sao cũng được chứ, bằng đêm đến cũng được nữa. Không, nên quý vị thấy không, cái chùa mình là nó đặc biệt, là nó bình an quý vị. Mình đến đây mình cảm giác nó bình an. Không, thật sự quý vị, trong cái cuộc đời này mà khó khăn quá không ai mà tu đâu quý vị. Khó khăn quá không ai mà tu đâu. Cái gì cũng đưa ra khó quá không ai đâu mà tu. Bây giờ mà dẫn được một nhóm gì là cũng không tìm ra, đúng không?
Tì thấy khùng khùng điên điên vậy. Biết sao nó dặn được nhóm đông mà nhiều người tức lắm mấy vị, bực bội lắm. Cứ đặt câu hỏi thì sao mà thằng này nó khùng mà nó kỳ cục. À mà ngộ khùng mà sao người lớn cũng thích, mà nít cũng thích. Bê đê cũng thích nữa nghe. Kể câu chuyện bị nghe và hổng bê đê bên kia qua bên kia. Thì bây giờ tôi dùng danh từ gì để cho nó khác phái một chút. Chứ tôi không biết dùng danh từ đó làm sao mà tôi kêu đại. Thì anh này anh nghe mình giảng. Xong rồi anh thích. Xong anh qua anh gặp mà anh không phải như mấy ông đàn ông bình thường. Thì ông vừa đến ông gặp cái Ơ cha nó ngộ lắm. Ngộ kinh khủng luôn. Ông lào mình cũng mắc cười muốn chết. Mình nói sao bây giờ cho mình tu, cho mình gặp dạng nào mình vô cũng được chứ. Mắc cười quá. À, sao? Xong cái hôm nay ôi nắm tay cái coi ngộ ghê. À, nắm tay bóp nó nhột không nổi. Làm gì bấm nguyệt kỳ cục quá, nhột ngộ ghê. Mà lá nhà nghe pháp thích, nghe thầy giảng vui quá. Rồi bây giờ không có một cái thằng này nó nói ngoài đời nó hư, đừng có nói, nó quýnh lộn tối ngày, vô tù 3 lần. Mà cuối cùng nghe mình giảng cái mà nó cừ không, cuối cùng nó từ từ nó tốt. Nó lỡ nó nói rằng nghe thầy giảng cừ không mà từ từ tốt. Thế sao kỳ cục vậy? Thì ra rõ ràng quý vị ơi, khi mà vui từ từ nó đi vào cái tốt. Thì ra là con người hư là từ buồn mà ra quý vị. Buồn đi vào tiêu cực. Nó buồn giết rồi nó nghĩ quẳng tầm bậy luôn vậy đó. Phải là người buồn giết muốn tự tử mà. Con người vui ai tự tử? Có ai nói vui mà tự tử không? Có chuyện này xảy ra. Nên mình là người tu, mình lúc nào mình cũng vui để cho người ta vui. Nên có câu rất là hay nè: ta vui, người vui ta cũng vui. À. À, ta vui thì người vui thì ta cũng vui. Vậy nếu mà trong cái cuộc đời này mà nếu ai cũng vui, vậy có ai đâu buồn. Nó nên mỗi ngày mà cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt nha, những đức nó mới bị ác lắm. Quá ác. Tại vì cái mặt mình nhăn nhăn, cái mặt mình nhăn nhăn nên từ nơi đó mà ta gặp mình ta nhăn theo. Đơn giản thôi, ngồi ngang mình ăn cơm thôi mà ngay cái bà mà bác ăn rề mình ăn không vô. Nó thiệt luôn á, bây giờ mình ngồi ngang hai bà đi mà cái bà bên kia bác ngồi ăn mà bác gấp đồ ăn bác gấp nè. Vị ăn ngon không? Những đứa nó biết ăn ngon mới sợ. Tự nhiên ngồi ngang vậy sao ăn? Bưng cái tô cơm đi chỗ khác. Ngồi gần bà này chút chứ tôi nhịn đói quá hết ăn. Sao mà ăn được? Vì biết rằng nghe, trong chùa kinh nghiệm rõ ràng, 6 người ở chung phòng, có một đứa tinh tấn, 5 đứa giải đại ở chung 6 người. Cái đứa tinh tấn sáng chưa gõ cản, nó ngóc đầu nó nhìn 5 đứa kia, thấy 5 đứa kia chùm mền ngủ im gu, từ từ nó ngủ luôn. Trời trời, kinh không, từ từ ngủ luôn. Mình hỏi, ủa sao mà ngày xưa con tinh tấn lắm mà bây giờ sao mà con giải đãi kỳ nó nè. Dạ thưa thầy, ngày xưa con sống với 5 chị em tinh tấn, sau này thầy đổi con qua 5 chị em giải đãi. Ban đầu thì con thấy ngủ con còn ngồi vậy mà bằng một cái miễn cưỡng, vì con thấy 5 người kia đang ngủ thầy. Từ từ rồi con ngủ luôn. Nó ghê chưa. Nên mình thấy rõ ràng không, gần bực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì thấy chưa quý vị, thí dụ như quý vị học đạo mà gặp ngay ông thầy dễ tính, 100% bị dễ tính, đúng không? Thấy không? Mà quý vị công nhận là từ khi bị dễ tính là bị vui phải không? Sao đúng không mà ngủ ghê. Mà quý vị công nhận là mình khó tính là mình khổ phải không? Đúng luôn, 100% là đúng. À, sao nói đâu là đúng đó, ngộ ghê. Nói quỳ vốn không mà đúng. Hiểu không? Thì rõ ràng quý vị học với ông thầy dễ tính thì quý vị sẽ dễ tính à.
hiểu không? Nếu mình học với ông thầy hơi ba trận, quý vị cũng hơi ba trận chứ. Mà quý vị thấy những đứa có ba trận không? Có. Quý vị thấy năm xưa mà tế công không? Độ bấy bao nhiêu chúng sanh mà nói, thấy không? Cũng khùng khùng điên điên. Thấy chưa? Trong cuộc đời này á, khôn khùng 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 điên điên, điên điên khùng khùng, dại dại khôn khôn, nó lẫn lộn tùm lum. Nên cứ lẫn lộn trong đó đi, để gặp cơ nào mình xào cơ nấy. Dễ. Hiểu chưa? Còn nếu như mình đưa lên một tiêu chuẩn thôi thì mình chỉ lấy được có một tiêu chuẩn. Còn nếu như khôn dại lẫn lộn thì đụng khôn xử khôn, mà đụng dại xử dại. Còn riêng mình sao tự biết. Hiểu không? Nó tiện hơn. Ví dụ như là người ta có nói mình khùng, nó à đúng bon luôn. Hơi khùng khùng. Tao nói mình khôn, đúng bon luôn, cũng khôn luôn. Vớt được hai cơ luôn. Thấy không? Còn nếu không thì mình có một cơ. Mình quá khôn thì người ta nghĩ người ta khờ, người ta không dám đến gần. Thấy không? Nó không. Mình quá nghiêm thì người ta giải đãi không dám đến gần. Mà người bây giờ là giải đãi nhiều, mà mình nghiêm quá, mình ngon quá, người ta không dám đến gần. Ta dối không tới. Người ta muốn đi tu, nói ơi thầy thiện căn bao la mới tu được, con thì thấy thấp kém quá, sao mà tu? Mình nói lên gì người ta nói ai cũng có phần, ai cũng có cơ hội chứ. Học pháp ai cũng có cơ hội, vì trong thời Đức Phật còn tại thế. Đất nước Ấn Độ nó chia ra 4 giai cấp. Khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật đem giáo pháp chỉ dạy, thì 4 giai cấp này nó quy về thành 1 giai cấp. Đó là giai cấp bình đẳng. Hiểu chưa? Nó còn phân ra giai cấp nữa. Nên mình chia sẻ Phật pháp làm sao mà đừng có giai cấp. Nó không có giai cấp ở trong đây. Mà chúng ta là có trên có dưới thì nó có. Có sự tôn trọng con người nhau là đúng. Nhưng mà đừng bao giờ phân tách rằng giàu khác, nghèo khác. Dù là phước báo của anh mỗi người khác nhau, nhưng mà anh phải nhớ rằng anh nên sống trong một thế giới đại đồng trang trước. Việc này hay hơn. Tuy nói rằng phước mỗi người khác nhau, tính theo phước, nhưng người nghèo cũng cảm thấy buồn. Người nghèo cũng cảm thấy buồn. Bây giờ mình cho cái phước của người này để trang trải cho người nghèo luôn đi, để cho phước người kia tăng lên đi đến cái chỗ giải thoát. Còn nếu như cho họ một cái hưởng phước cá nhân thì bản thân họ hưởng theo cái phước đó. Mà người nghèo sẽ suy nghĩ khác. Suy nghĩ khác. Nên về chùa mình, quý vị thấy không? Chúng ta đều ngồi với nhau gì? Thầy trò ngồi với nhau nói chuyện vui quá trời, sao không nói? Bởi vì người ta thích gì nghe là như vậy. Thấy không? Đó. Nên quý vị nhớ, mình làm chủ vậy nè, người ta kính mình. Không phải là mình nghiêm, mà ta kính mình vì mình thương người ta. Mình thương người ta quá nên ta kính mình giống vậy chứ á. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ đi. Con nít mà nó còn thích những đức là do ngay chỗ nào những đức thương nó thôi. Chứ những đức có la nó gì đâu. Hay những đức có đưa quy tắc gì cho con nít đâu quý vị. Con nít mà quy tắc cái gì? Con nít bởi vì đưa quy tắc cho nó sợ quý vị. Đừng có đưa quy tắc gì cho nó, vì chỉ cần thương nó thôi. Thương nó nhiệt tình mà thương, nhưng mà quý vị phải làm sao nó phải nể. Thì cái điều này không có đơn giản đó nghe. Mình thương nó mà sao nó sợ mình, ngộ ghê. Nhiều người cha mẹ nói rằng con lì mẹ cha mét thầy vậy thôi mà nó con dám, ví dụ đi. Thì cái điều này cũng là không đơn giản quý vị. Nó có nhiều đứa ngoài Hà Nội ngoài mà mẹ nó còn lấy tên những đứa khè nó, chứ bị biết mà có làm gì đâu, có la gầy khuôn hay là quy tắc gì với nó đâu. Quy tắc là sự chối buộc, quy tắc là chối buộc, hiểu không quý vị? Quý vị biết rằng cái giới luật của Phật không phải là sự chối buộc, mà cái giới luật của Phật là một cái hàng rào để mà nhắc nhở chúng ta đừng phạm phải. Nên khi Đức Phật vừa thành Phật chưa có giới luật, nhưng mà sau này có người phạm thì có giới liền. Phạm chỗ nào chế giới chỗ này. Nên Phật biết rằng nếu đưa ra quá nhiều cái quy tắc thì giống như hàng rào làm cho người ta sợ. Giống như cái người mà mới mẻ, người ta bước vô hàng rào người ta sợ mình buộc lại. Nên mình phải mở cửa cho rộng ra. Mình mở rộng rồi xong mình dạy từ từ. Dạy xong rồi mình hả nhốt nó lại. Hiểu chưa? Dạy xong nó thích rồi. Thích rồi nó đâu có chịu đi đâu nữa. Nó chùa mình không.
Nó điển hình là chùa mình đó. Quanh năm có đi đâu đâu. Nếu mà ban đầu mới vô quy tắc này, quy tắc kia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó nói thôi được rồi, tôi về. Đâu có chịu vô. Cho họ vô đi. Vô mình lo lắng cho họ đầy đủ đàng hoàng, giúp cho họ vui vẻ, an lạc hoàn toàn. Lúc đó mình đóng cửa là họ đều chấp nhận ở trong đó. Cái này, cái mèo nó không có đơn giản đâu nghe. Nghe không? Mình làm ông chủ thì cũng y rang. Cái người làm công, mình đổi người chi hoài à. Có cái người làm cho mình hết lòng thương yêu họ đi. Để họ làm cho mình. Khi họ hết mình vì mình hết lòng vì họ, thì họ bán mạng cho mình luôn chứ làm sao. Nếu đi đến cái trình độ như vậy thì bị là ông chủ thành đạt. Vì người bên cạnh mình toàn là những con người gì? Người trung thành không à. À, trung thành không à. Còn bây giờ mình bóc lột sức lao động của người ta thì người ta chơi với mình sao? Theo đó mà chơi thôi. À, nó không có cần thiết quá. Tại vì mình chơi người ta là mình hút máu người ta, hết máu mình luyện xác. Mình chơi như vậy là thua, không có đúng. Mình đừng có chơi như vậy, đừng có chơi theo cái lối sống mà dắt chanh bỏ vỏ, đừng có chơi kiểu đó. Con người mình nếu như mình là miếng chanh mà người ta dắt chanh là mình, người ta bỏ mình nghĩ mình chịu không? Không, vì mình đừng có dắt người khác xong mình bỏ người ta. Nên con người sống phải nhìn ra cái chỗ này nè. Con người đã hy sinh vì mình, khi họ gặp nạn mình phải đem người này mình giúp đỡ hết lòng để cho cái người bên cạnh nhìn thấy, để người ta yên tâm đến với mình, hiểu không? Đó. Nên những đức nói mấy anh em trong chùa mình đã nhờ giả, thí dụ như làm việc ở trong chùa nhưng mà tớ lui với mấy anh mấy chị bên ngoài, mình tớ lui với người ta, mình nhờ công việc này việc kia người ta, sau này người ta không còn làm cái danh phận đó nữa, mình lâu lâu vẫn phải đến nhà người ta thăm lên. Sau này có chuyện gì mình phải nhờ người này để giới thiệu cho mình cho người kia. Còn bây giờ mình chơi với người ta xong rồi người ta không còn làm việc đó nữa, mình không đến nhà người ta, thì người ta đánh giá mình là người tu, mà lúc cần thì mới đến, lúc không cần thì phủi tay. Người vậy sống vẫn là vô tình như người thế gian. Nên mình sống phải nhìn nhận sâu sắc. Nó cái gì nó cũng phải có trước có sau. Chứ đừng có bao giờ không nhờ mà không đến. Không nhờ nhưng nó vẫn có cái hơ. Nó vẫn có cái hơi chứ không phải đơn giản nha quý vị. Người ta đã từng cái công việc đó rồi, lời nói của người ta vẫn trọng lượng hơn mình. Nó hiểu được nguyên lý này thì quý vị chơi với ai mà không đặc sắc. Kinh doanh đều đạt hết trơn. Kinh doanh đừng có nói rằng là mình nhà lanh lẹ là thành công, chưa chắc đâu. Nó phải đi vào cái chân thành, nó mới kinh doanh thành đạt. Chân thành mới thành đạt, hiểu không? Chân thành người ta tin mình. Mà toàn là những người tin tưởng đi đến với mình không à. Nó chiêu cảm, tố nào theo tố nấy. Còn mình cháo chở, dân cháo chở nó chơi với mình. Mình càng cháo chở cao thủ thì gặp càng cháo chở cao thủ đến với mình. Nó làm cho mình nặng đầu óc. Nó mình mà đơn giản, người đơn giản đến với mình không à. Các vị thấy những đức đơn giản, những đức thấy Phật tử đa phần đơn giản không? Đến gặp những đức có ai mà nói trên trời dưới đất đâu. Không có ai mà lỡ chấp vắng nói tầm bậy tầm bạ chứ. Không có ai nói cái chuyện lớn lao. Tôi nói tôi khùng mà nói cái gì lớn lao, hiểu chưa? Niệm Phật từ nơi đó mà đến nói đơn giản không mà thấy không? Nó rồi quý vị thấy không, có những vị giảng sư không, người ta lợi người ta hỏi những câu hỏi vì thấy hóc búa ghê, hỏi cái chuyện nó không dính gì Phật pháp chứ nghe, hỏi gì đâu không à, thì thấy không? Còn chùa mình có ai mà ta hỏi mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ đâu, người ta mỗi ngày người ta phiên niệm Phật cầu sanh cực lạc, ai mà hỏi tào lao, thấy rõ ràng chưa? Đó vậy mà người ta cũng quy tụ được một số người quá trời đông luôn chứ có ít đâu. Đó, nên những đức nói là mình đừng bao giờ mà nghĩ rằng đơn giản người ta xem thường. Bậy. Người ta do nặng nề quá là do gì? Cứ đưa mình lên đỉnh cao quá, hiểu không? Đưa lên đỉnh cao quá. Thí dụ như nhà của mình ngày nào cũng dọn, khách đến nhà mình thì cũng dọn như hôm qua thì vẽ ra. Nhà mình một năm không dọn, khách sắp sửa đến nhà dọn muốn le lử một tháng. Vậy là mình dọn nhà này cho khách hả? Tầm bậy. Mình dọn nhà để cho mình ở. Vậy thì ngày nào mình cũng dọn để mình ở, chứ đâu phải khách ở. Khách ở có một bữa à, mà mình đi dọn cho khách ở. Còn mình ở mình không chịu dọn. Cái này khôn không? Khôn thích ghê. Thấy chưa?
Mình ở thì ngày nào mình cũng dọn để mình ở cho nó sạch sẽ, cho nó ngon. Còn khách đến nhà thì cũng như mỗi ngày mình dọn, chứ làm gì mình phải làm cho hoành tráng lên chi à? Sợ người ta cười, sợ chi cho người ta cười. Tôi sống như vậy thì sống như vậy đó, chứ làm gì cười tôi. Nói không? Nên bây giờ tôi hỏi anh nè, anh là khách, không lẽ anh hơn vợ tôi với chồng tôi? Tôi hỏi anh, tôi đến nhà anh, tôi hơn vợ anh với anh không? Không. Vậy tại sao mà anh đến tôi phải làm hơn vợ tôi với tôi? Không có lý đó, cái lý đó là sai, cái lý đó là giả. Tuy là nói cung kính nhưng giả. Cái lý thật là lý gì? Mỗi ngày anh sống với vợ chồng anh sao, thì tôi đến nhà anh hãy lo cho tôi như vậy, cũng là quá đặc biệt rồi. Hiểu chưa? Đó, nên cái nguyên lý sống gì nó khỏe re quý vị. Nó chúng ta đừng có cái gì cũng sợ. Người ta nói chết, người ta nói chết, người ta nói người ta chết. Người ta nói người ta chết, chứ mình không có chết. Thấy không? Tối ngày cứ sợ ta nói chết không à. Hồi xưa giờ chưa có từng thấy ai bị chữ mà chết bao giờ. Toàn là cái người chữ chết không. Vì công nhận không? Cái bà hung sùng là chết bất đắc kỳ tử không? Mà chết toàn là le lử không? Chứ mấy cái người bị chữ nó đâu có chết. Nên mình dại quá, mình bị người ta chữ mà mình chết. Không, nên mình đã biết tu rồi. Mai mốt mà ai chữ mình á, mình ăn thêm chén cơm giùm cho họ. Sao biết không? Mình nói rằng là do gì? Châm chích nó chữ mình quá nên nó ăn khó. Ăn dùng nó chén. Mình biết coi, phải không? Ai chữ ai chết. Tối ngày cứ sợ người ta chữ mình, sợ người ta nói mình đã chết. Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi. Học trò nghe mấy cái buổi này mà công nhận gì đâu mà nó có nhiều câu đọc chiêu đi ghê. Khai thác những câu mà từ xưa chưa từng nghe không, đúng không? Nó thấy không? Bây giờ quý vị đến đây là Đức nói với quý vị không có thiếu. Lúc nào cũng dư giả không? À, nghe buổi nói chuyện đơn giản nó phải vui. Nhìn xuống thấy cô kia ngủ mà tự tại ghê. Mà cái người thường mà ngủ, cái vì mình nói tới cái chữ ngủ là tự nhiên họ quay. Ngộ ghê. Đang ngủ tự tại mà nói ngủ tự tại, bảo quay bảo nhìn lên trời. Giống như bà đang say sưa trong giấc mộng vậy. Ngộ tới ghê. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết, đi về đây ngày Chủ nhật mỗi tuần những Đức nói, giống như quý vị được khám phá những cái thế giới chưa từng đến. Đúng không? Có những câu trong cuộc đời vì tuy là học nhiều nhưng vì chưa từng nghe. Đúng không? Nhưng mà những Đức lại đem những câu đó ra nói bất tử. Nó lạ chứ. Đúng không? Này là kỳ á nghe. Mà những câu nó lại nhân sinh nữa chứ. Mà lại áp dụng trong cuộc đời, đúng không? Rất là tiện lợi luôn. Nó nên cái câu mà đặc sắc hồi nãy đó, đừng có sợ ta nói mình chết. Nghe chưa? Thấy không? Mình miễn làm sao mình coi lại mình có sống tốt không? Cái này mới cái quan trọng. Tối ngày cứ nhìn người ta sợ người ta nói mình chết không? Bây giờ bạn một bộ đồ vô mà cũng sợ người ta nói chết nữa. Vô duyên gì đâu. Tôi hỏi bạn mà bạn bộ đồ này bạn thích không? Thích. Thích thì bạn bạn đi. Còn họ nói bạn, họ chết. Trời ơi, ngộ ghê. Cái bị sống gì? Bây giờ những Đức hỏi vị, sự an vui và tự tại mình quan trọng hay người ta quan trọng? Mình quan trọng. Phật đã nói câu là trước chưa độ mình sao độ người. Rõ ràng coi, mình chưa vui sao cho người vui. Những Đức nói vị, mình nghèo sơ nghèo sát lấy của đâu cho người ta. Mình nghèo cả tiền bạc, cả vật chất, mình nghèo luôn tình cảm, mình nghèo luôn niềm vui, cái gì mình cũng nghèo. Mà mình nói tôi độ chúng sanh à. Không có cửa đó đâu bạn.
làm gì độ chúng sanh. Cái thứ gì cũng nghèo, dân tiền nghèo, nhà nghèo, bạn bè cũng nghèo, tình cảm cũng nghèo, phiền não đủ thứ chuyện, mà phiền não là giàu. Cái gì cũng nghèo mà sao phiền não giàu, ngộ ghê. Vậy mà độ chúng sanh gì? Mở miệng ra tôi độ chúng sanh, không có cỡ nó đâu. Sao mà độ chúng sanh? Độ chúng sanh là trước nhất là mình có nụ cười kìa. Nụ cười là thu hút. Cười sao cũng được mà cười là người ta phái à. Chứ sao? Thấy cười là phái rồi phải không? Nó nên từ nơi đó quý vị tập sao tu sao mà mặt tươi là được rồi. Mặt tươi vui là được rồi. Thấy không? Để mà đừng cười ra nước mắt. Nó mở từ tâm ra thì không có chuyện ra nước mắt đâu. Cái bài học hôm nay là bài học gì? Tha thứ cho người là mở xiềng xích cho mình, làm gì cười ra nước mắt. Cái gì cũng tha thứ cho người được hết chứ. Hiểu chưa? Làm được không? Muốn giảng sanh thì làm được á. Bây giờ tất cả quý vị đây, bây giờ quý vị tha thứ cho người được không? Mình tha thứ cho người những gì mà mình không vừa lòng, mình tha thứ đi. Mình tha thứ thì tự nhiên mình sẽ mở xiềng xích thôi. Hiểu không? Trời ơi, mình không tha thứ cho người ta thì mình tự chói buộc mình thôi chứ làm cái gì. Tu hành chỉ là cái gì? Tha thứ được hay không thôi. Đó là cái nghiệp duyên của họ. Chúng ta tập tha thứ thì một lần không được, nhiều lần nhất định phải được. Bắt tay vào việc tha thứ đi. Tha thứ thì nó là tốt thôi. Nhưng mà nó nâng cảnh giới nghe. Mỗi lần mà gặp một sự cố gì trong cuộc đời mà tha thứ được là tăng cảnh giới đó. Cho vị biết đó. Người ta sao chứ riêng mình tăng cảnh giới đó, chứ không có giỡn đâu nghe. Các vị biết tu cảnh giới tăng là cái gì không? Là vì cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khi gặp sự cố mà mình sảng khoái vô cùng, lướt qua. Giống như mình leo lên một cái đoạn đường mà có gốc cao. Mình leo lên được tới cái đỉnh cao nhất đó rồi, quý vị mới thấy đi xuống cái sảng khoái. Đúng không? Tu hành muốn tăng hay muốn giảm? Tăng thì phải lên. Mà lên thì nó phải sừng sững lại. Thấy không? Mà sừng sững lại thì sao? Mình phải lướt, cố gắng. Mình lên được tới trên đỉnh, lúc đó mình mới đứng trên đỉnh cao, mình nhìn xuống. Đúng không? Tự tại vô cùng không? Còn nếu như mình lần chừng ở dưới, sao mình được cảm giác cái đỉnh cao? Mình mới thấy rằng một lần leo lên được đỉnh cao thì lần sau khi mình đi xuống lại nó sẽ lên lại càng cao hơn. Khi đã lên cao hơn, mình đã có kinh nghiệm một lần lên cao thì tiếp tục mà lên. Đúng không? Đó. Vậy thì con, chồng, vợ, bạn bè, bất cứ người tu hành, nó đều khảo đảo mình nâng cấp. Nó khảo đảo mình để nâng cấp lên để mình làm Phật. Nếu bây giờ nó không khảo đảo mình, vì là mình là chúng sanh tam đồ, nó đẩy mình xuống luôn. Còn bây giờ nếu mình muốn làm Phật thì nó nâng cấp lên để khảo đảo. Nó khảo đảo đến mức mà mình nói cái chuyện này là mình không thể nào nhịn được. Thì không nhịn được thì không làm Phật được. Mình nhịn được thì mình làm Phật được. Mình nhịn được hết, đâu có lấy của cải, nó lấy vợ, lấy chồng mình luôn mình cũng nhịn. Nó lấy con mình cũng nhịn. Nó lấy là nó lấy cái duyên, cái nợ. Nó lấy là nó lấy cái nhân, cái quả. Ở trong cuộc đời này mà thằng nào con nào lấy được. Chết queo rồi còn lấy gì. Phải chi mà còn cái mạng này thì lấy được. Chứ mạng đâu mà lấy. Nên sống trong cuộc đời này, đặc biệt nhất quý vị mà làm được đó là gì? Hãy sống những ngày tháng bình an của cuộc đời còn đang sống. Đúng không? Đừng nên lo những việc khi chưa đến với mình. Có những việc nó đúng ra chưa đến với mình, mà mình đi gích nó gần để đến với mình. Mình dại quá, nó đã chưa đến. Thầy hãy rèn luyện những thời gian mà lúc nó chưa đến. Khi nó đến, chúng ta đã có sẵn một đội binh hùng hậu để chống đỡ rồi. Hiểu chưa? Trời ơi, ai bị lo hoài cho nó mệt tí. Quý vị thôi, bây giờ 1.800 người lo cái gì? Lo sao mà lo xong? Rồi nhân sự này ai quản nổi? Ai quản nổi? Bây giờ đưa 100 người quản cũng không nổi. Vì một mình tôi quản được đó. Giỡn đâu. Tôi cần đi tới đi lui một chút thôi. Tôi làm được. Được là gì sao nó được?
đòi hỏi tròn vẹn thì không có được. Nhưng mà nó như vậy là được rồi. Nhân sự chùa mình vậy là quá tốt rồi quý vị. Tốt rồi còn gì. Nó đặc biệt quý thầy trong chùa mình nghe, mấy ông không có đi xin tiền Phật tử, điều thứ nhất. Mấy ông không có giữ tiền riêng, điều thứ hai. Mấy ông không có xài điện thoại, điều thứ ba. Đúng không? Mấy ông không đi về nhà là điều thứ tư. Mấy ông có nghĩ làm ông bà gì của người ta chứ, là điều thứ năm. Quý vị coi, như vậy thì tìm đâu ra nữa. Tìm đâu ra nữa. Mà muốn được vậy thì phải làm sao? Cuộc sống của ta mình lo lắng cho người ta đàng hoàng, mình lo cho đầy đầy đủ cho người ta. Đã người ta không có chi cầu danh lợi thì mình phải cho người ta cái cuộc sống bình yên đầy đủ hết trơn. Vậy thì ai mà đi kiếm nữa? Cái người mình đi kiếm là do mình thiếu quá và không có tư tưởng. Nó đã có tư tưởng rồi nó không có đi tìm nữa quý vị à. Nên con của mình, gia đình mình cũng vậy, nó thiếu đó. Mình bó buộc nó quá, nó quậy đó. Có những đứa con nó đến với mình là nó phá sản của này của nó. Quý vị giấu cắt cỡ nào nó cũng tìm cho bằng được, nó phá cho banh chành. Nên khôn nhất chỉ có một cách, mình đi làm từ thiện hết, lấy đâu mà phá, lấy đâu mà phá nữa. Còn nếu không, cho mày chơi luôn. Tại vì của mày nó mày xài hết đi, khỏi tìm tao nữa mày. Đúng không? Còn nếu không, nó xử quý vị cho mà thấy. Sự lên bờ xuống ruộng, nó tìm quý vị cho bằng được. Nó, tại vì nó dựa vào tình cảm quý vị, nó xử lý quý vị. Nên sống trong cuộc đời này hiểu nguyên lý rồi thì vô cùng tự tại. Của ai người đó dùng. Nó, chúng ta thấy thoải mái lắm quý vị. Rất là thoải mái, thấy không? Nó, nên nhà Đức mong quý vị nghe những buổi chia sẻ Phật Pháp gì nè. Nó là nhân sinh, nhưng thật sự nó là quy về nhờ niệm Phật. Không có niệm Phật thì không có cửa này đâu. Nếu không gầy cái tâm mà nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì không bao giờ quý vị có thể thoát được cái tâm này đâu. Cái gốc là từ ngay niệm Phật đó. Cái gốc là ngay niệm Phật mà ra đó. Nhớ nghe. Và những người ngồi ở đây mà những người mang nghiệp phá thai đồ này kia nè, bây giờ quý vị muốn cầu siêu cho những thai nhi không? Niệm Phật đi. Hôm qua những đứa gặp một cái cô kia, cô nói một câu: đêm nào con ngủ con cũng nằm mơ gặp ác mộng, thấy những người đã chết, hoặc là người thân con chết rồi nhập con hoài, con phải làm sao thầy? Những đứa nói niệm Phật. Niệm Phật á. Ừ. Cái công đức niệm Phật nó gây dựng cho mình thành một định lực. Quý vị bây giờ mà mạnh mẽ gì ai nhập được? Gió bị mờ người ta mới nhập. Nó, quý vị coi tất cả những người mà bị hương linh nhập, đa phần là họ mù mờ. Đa phần là họ giống như đầu óc họ lưng chân vậy đó. Nó là người này chắc chắn sau này người này không có tỉnh. Cái người mà tu mà có định lực, mình nhìn gương sắc diện là biết liền. Nhìn cái sắc diện người này là mình biết người này tu sau này có kết quả nè. Còn cái người mà gọi là già rồi mà lừng chừng là sau này mê. Chắc chắn là mê hoặc điên đảo liền, không nói dòng dôi. Nên mình mà hương linh nhập hoài mình đó nghe, thành tâm niệm Phật lên, tính nguyện ngay có Phật hiệu, chủ tâm ngay có Phật hiệu là từ từ hương linh nghỉ nhập. Nó, rồi bằng đi mà gặp ác mộng hoài, cứ đeo máy niệm Phật suốt, niệm Phật hoài luôn, từ từ ác mộng tự biến mất. Đừng có bao giờ mà gặp ác mộng bằng đêm, rồi bằng ngày cứ lo nghĩ giấc mộng đó mà sợ. Đừng có sợ, sợ là nhất định sẽ gặp nữa. Sợ là gặp, càng sợ thì càng dễ gặp. Nó càng lo càng sợ thì càng dễ gặp. Chỉ càng đừng có sợ gì hết. Đêm qua xong rồi, bỏ qua. Bây giờ tiếp tục niệm Phật, kể mày không quan tâm. Cứ niệm Phật là tự nhiên ác mộng tự tan biến. À, quý vị nhớ tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này, quý vị gặp việc gì không vừa lòng, không vừa ý, hoặc bị bỏ rơi, bị hắt hủi, bị lấy của, hoặc là mình nhiệt tình với người ta mà người ta lại dựa vào cái tình cảm đó mà người ta lại đối xử tệ bạc với mình. Tất cả những việc này quý vị khổ toàn là do không hiểu sâu nhân quả và không mang tâm tha thứ. Nếu như mình mà mang cái tâm tha thứ thì mình sẽ mở cái xiềng xích từ tâm đó mà ra, thì vì không có khổ đâu. Như sáng mình đã gặp với cô đó, cô than thở,
con cô nghe lời vợ mà nó hắt hủi cô. Cô khóc tha thiết, nhìn thấy nó muốn xỉu, đuối, mặt khờ. Do ngay chỗ nào? Mình nghĩ rằng mình nuôi con từ khi còn nhỏ, mang nặng đẻ đau. Bây giờ nó lớn lên mà nó nghe lời con cái. Mà nó hát hủi mẹ. Nên từ nơi đó mà mình tức. Mình tức là cái công mình nuôi nó nhiều quá, cho nó đi học, lo nó đủ thứ, cái gì ngon nhất cũng để cho nó, bên tay bên chân luôn. Mà có nhiều cô mình sanh được thằng con trai mình thương, đừng có nói mình thương nó nổi chỗ nào mình cũng hung. Mấy cô đã từng thương con trai với cô biết mà, đúng không? Vậy mà sau này nó được hung vợ rồi, nó không bao giờ nghĩ đến mình, tức. Cái tâm đó nó quay lại tức quá, tức nên ấm ức. Giống như kể công mà, trong lòng kể công, không có nói mà kể công, ấm ức. Kể thì không biết vì sao mà kể, mà không tính toán với nó thì tức, ấm ức trong lòng. Nên chúng ta nghe Phật Pháp hay lắm, là nó cởi mở cái tâm của mình. Tại mình đã gieo nhân thì bây giờ mình gặt quả. Bây giờ mình gieo nhân với chồng thì bây giờ cái quả là có con. Thì đã là có con thì phải nuôi con thôi chứ, mình kể công cho nó mệt. Nếu mà không có lấy đâu nuôi. Không có lấy đâu nuôi. Mà nuôi rồi thì đừng kể. Nuôi rồi thì dù người ta thương hay người ta lo, hay người ta hắt hủi hay người ta bỏ rơ, việc đó mình đều chấp nhận được. Tại vì mình nghe Phật Pháp. Cái người mà không nghe Phật Pháp thì không có chấp nhận được, thì việc này bình thường. Còn nếu như quý vị đi về chùa mình, quý vị mà không chấp nhận được, hoặc là những người ở xa mà thường nghe những đức giảng, quý vị không chấp nhận được thì khổ gắng chịu. Vì không chấp nhận thì nó vẫn là như vậy. Nó là như vậy rồi, nó đã chọn con đường như vậy rồi. Vì đừng có nói rằng mày đối xử với tao vậy rồi sau này mày sẽ bị quả báo gì, quả báo gì. Mình nói nó thì càng tạo tội nghiệp, mình càng tức thêm. Vì nó đâu có nghe đâu. Bây giờ nó đang mám vào chỗ nào thì nó mám chỗ nấy thôi. Chứ ngoài ra mình nói dòng gió làm chi. Bản thân mình đặc biệt nhất là mình cởi mở ra. Nên những đức có nói rằng là tha thứ cho người là đang mở xiềng xích cho mình. Đúng không? Rồi có khi mình lo lắng cho vợ, mình thương hết lòng hết dạ, mến tay mến chân, không cho nó làm lụng gì hết. Mỗi ngày nó sống nương nưỡng. Vậy mà đành đoạn mình đi làm cực khổ, nó nhà nó rước chai về. Tức chứ, sống tức chậu. Chết được, đừng có nói chuyện giận chứ. Quý vị nghĩ mình bị cắm sừng ai cũng tức. Thấy không? Tức lắm. Nhưng mà nghe đạo hiểu rồi, chắc mình cũng cắm sừng người ta nên giờ người ta cắm lại. Phật Pháp nó hay lắm quý vị ô. Quá giải chứ vẫn đâu nghe. Chứ nếu mà không từng gieo nhân thì sao có quả. Gieo cái hạt nào thì có cái trái nấy à. Chứ không có cái lý mà gieo hạt dưa leo mà có trái cà chua. Có chuyện đó đâu. Nên đời mình người ta chung thủy với mình là do mình chung thủy với người ta. Còn đời này mình chung thủy với người ta mà người ta không chung thủy với mình là do mình đã từng không chung thủy với người ta. Giờ người ta không chung thủy lại quê. Nhưng mà mình nghe đạo mình nên tập chung thủy. Vì nếu như quan gia mà nó cứ quay quần hoài thì biết chừng nào dứt đây. Mình đã biết cái tâm tính mình vậy rồi, mình học Phật mình chỉnh lại. Chứ mình đừng có nói nhân quả nên tao vậy. Nhưng vậy hoài, đời đời kiếp kiếp nó cứ xây trong lục đạo hoài. Nên đời này mình tu rồi mình sửa đổi lỗi làm lại. Nên hôm qua những đứa cũng nói câu, mình là người phụ nữ có chồng rồi, mình không có liếc mắt đưa tình đàn ông khác. Mình có đùa cợt tầm bậy tầm bạ, hoặc chồng đi làm xa mình đi chơi đồ với người ta, nghĩ rằng chồng không biết, tận lương tâm mình nó phán xét mình, rồi rủ mình đi uống nước cà phê đồ, mình nghĩ không ai biết mình đi uống chơi, đi karaoke đồ tầm bậy, có ngày nó kê bị luôn.
Nên từ nơi đó mà mình cẩn thận. Nên mình là người phụ nữ đó, có gia đình rồi đi chùa cũng vậy, gặp tăng trẻ mình cũng không có đến, mình không có phải quá gần gũi, mình không phải, mình ngưỡng mộ cái đạo mình tu, chứ đừng có nên quá ngưỡng mộ cái người đó. Ngưỡng mộ người đó rồi đặt chồng mình ở vai trò nào, nên cái đó là cái không khéo, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Mình nên ngưỡng mộ cái đạo, mình nên tu cái đạo giải thoát đó. Chứ mình đừng có nghĩ người đàn ông đó làm nhiều việc trong cuộc đời lớn lao, mình ngưỡng mộ người đàn ông đó. Không phải. Mình làm gì thì cái vai trò mình làm vợ dành cho chồng nó bị kém lại. Không có nên đâu. Phái nữ thì mình thường ưa ngưỡng mộ người đàn ông thành đạt, rồi hoặc là mình nghe những lời ngon ngọt nói hay thích. Mình nên ngưỡng mộ cái đạo á, lấy cái đạo pháp mà tu hành áp dụng trong cái cuộc đời mình nó đúng. Nên tất cả người nữ về chùa mình tu, quý vị không có tác dụng phụ. Tại vì một là những đức ít gần gũi quá, chỉ chia sẻ Phật pháp thôi, chứ không có đi đâu. Không đi đâu mà cũng không có, không có khuyên quý vị đi chỗ này chỗ kia. Đã không đi mà phiến cái gì. Mình khuyên người ta là đến nghe đạo rồi làm trách nhiệm, làm vợ làm chồng cho đàng hoàng, làm con cho hiếu thảo, làm người chân thật, sống mỗi ngày vui, cởi mở những nỗi buồn trong cõi lòng. Thật sự mà nói, mình cởi mở những nỗi buồn trong cõi lòng là mở xiềng xích. Quý vị coi mình đang hận thù ai là phải, mình đang khổ tâm không? Hận thù là khổ tâm. Những cái bài học này cả người sống mà lẫn cái người chết chưa siêu thoát, chưa hương linh, quan gia trái chủ, ông bà cha mẹ dính mắt con cháu đều phải nghe hết. Tại vì sao? Cởi mở ra, nhiều đời nhiều kiếp mà thân chung ấm, cứ làm cu hồn vất vơ vất vưởng, cứ khổ hoài. Bây giờ mình thân với người thân bên cạnh gia đình, bây giờ mình chết rồi mình dính mắt họ, mình làm cu hồn đi theo họ, mình nói chuyện họ có nghe đâu? Họ ăn cơm mình đi vòng vòng, mình có ăn chung được đâu? Nên nó không đồng cái cảnh giới thì sao mà chúng ta sống với nhau. Nên sống với nhau mà cảm thấy tức tối, buồn buồn thẻ, vì không có đối thoại được với nhau. Người ta cũng không thấy mình, mình thấy người ta mà người ta không thấy mình. Thôi bây giờ nghe gì rồi nương vào bổ nguyện của Phật, đi về cảnh giới của Phật đi, rồi thường nguyện trở lại ngon hơn, đúng không? Nên mình nghe được, mình hiểu được, thì tự nhiên con người mình nó cởi mở tâm tư của mình, nó áp dụng trong cái cuộc đời của mình. Quý vị biết rằng có những người mà họ sống những ngày khổ, họ cứ chấp nhận cái khổ, quý vị. Họ cứ chấp nhận cái khổ để sống đời đời, sống hoài. Thí dụ như nội mình nhìn cái hội chúng thì cũng dễ độ sanh. Người ta đông người ngồi gì chắc chắn người ta phải lợi ích làm sao. Lợi ích làm sao người ta mới ngồi, đúng không? Ồ, trong đây nhiều người trí thức lắm, người ta học thức cao, có địa vị xã hội luôn. Chứ đâu phải ai cũng bồ cầu lửa không đâu. Hoặc là bà ba bán chè, ông tám về xích lô đâu chè. Nên mình chưa chắc bằng người ta. Nhiều người ấy, người ta toàn là có điều kiện không. Thấy chùa mình bị thấy không? Nội mà nhìn qua bên đây mà cái dàn xe đậu, nhìn qua người ta toàn là điều kiện không, chứ đâu phải người ta chạy xích lô vô nghe hoặc chạy xe đạp vô nghe không đâu, đúng không? Thì mình biết rồi, người ta phải lợi ích thì sao, đúng không? Đó, nên nguyện Tam Bảo giang hộ cho quý vị tín nguyện niệm câu Phật hiệu này cả đời không thay đổi, và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Ai về đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật, quý Phật tử khắp nơi về đây tu rất là đông mỗi tuần. Những đức thường khuyên quý vị biết được một cái nơi mà tu gì, nghe pháp cởi mở tâm tư, có phương pháp tu chuẩn xác. Chúng ta rủ được một người đi tu là tốt một người. Có những người mình cho người ta tiền bạc nhiều nhưng mà không giải quyết được cái khổ.
Có những người mình giới thiệu Phật Pháp cho người ta thôi mà người ta hết khổ. Nhớ, Phật Pháp cứu cuộc đời chúng ta quan trọng dữ lắm. Rồi rất nhiều cháu nhỏ trong dịp hè, các con được đến đây có phước lớn dữ lắm. Mày thấy nít con cháu người ta có phước ghê. Chiều ở chùa, chiều nay 2 giờ rưỡi, những đức xuống, những đức có một bài chia sẻ với các cháu mỗi tuần chủ nhật. Hôm nay học tập cái bài học những điều quan trọng mà con gái cần phải nghe. Đây toàn gái không. Còn bữa thứ hai thì qua bên kia là những sự việc quan trọng mà con trai cần phải biết. Bên đây là công chúa, bên kia là hoàng tử. Mỗi bên nam nữ riêng biệt, không cho qua đây nên mới ổn. Nên cái công đức của toàn thể đại chúng tu gì lớn dữ lắm. Chúng ta cảm ơn Hòa Thượng xây chùa, mình mới có nơi mình về đây mình nương tựa mình tu. Nên chúng ta đem cái công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng viện chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng, trong đó có tất cả các cháu nhỏ được ở đây và khắp nơi nơi đều được hưởng cái phước báo công đức này hồi hướng. Mà mọi người ai cũng có sức khỏe và tiếp nhận Phật Pháp, biết niệm Phật tu hành. Cả đời dù lo làm ăn gì nhưng chúng ta vẫn niệm Phật. Khi bất cứ lúc nào thọ mạng đến với chúng ta đều niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết chưa được siêu thoát, và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh chưa được siêu thoát. Nguyện cầu quý vị hưởng được công đức này, thần thức sáng suốt và được nghe Pháp, cỡ mở tâm tư, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Dù là chư hương linh lúc trước mà bị phá thai, mẹ cha mình không hiểu mang nghiệp phá thai, các con nên buông cái tâm hận thù. Phật dạy quan gia nên giải, không nên kết. Nếu như các con cứ muốn báo thù thì đời đời kiếp kiếp các con phải chịu cảnh đọa lạc khổ đau, không có ngày được bình yên và vui vẻ. Những đức khuyên các con nên nghe theo lời Phật dạy, buông xuống cái tâm hận thù, nương vào bổn nguyện niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kim ti như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tử cộng, phổ cập nhất thiết ngã đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim ti như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiệt, gà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, nhật tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật tiệt, gà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát,
Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực Diệu Gia Đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Gia trì chú thực Diệu Gia Đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Gia trì chú thực Diệu Gia Đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh thù thắng quý vị. Nhà mình mà có nhiều việc lu bu, có khi sống không hạnh phúc, con cái bệnh hoạn eo ọt khó nuôi, là từ ngay nghiệp sát sanh không đó. Rồi chúng ta sanh ra đời mà cứ bệnh hoạn hoài, ung thư, bệnh này bệnh kia, rồi không có thuốc trị gì hết, tính tình săn hẳn, từ do nghiệp sát sanh mà ra. Nhớ nghe. Nên á, chùa chiền đông gì mà ta ăn chay phóng sanh nên nó bình yên, thấy chưa? Nhà mình có một hai người ta nó lộn xộn suốt. Nên mình giờ nghe đạo rồi, trong nhà mình đừng có sát sanh nữa. Mà muốn ví dụ như nhà còn ăn thịt á, vị mua thịt ta mặn sẵn ở ngoài chợ, đừng có cắt cổ gà mặn cá sống, hay đừng có giết con vật trong nhà. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không ngày dạy đó. Đó là mình kẹt quá, mình nhà mình còn ăn thịt. Còn nếu mà ăn chay trường hết thì quá tốt, đặc biệt quá ha. Mình về chùa này, mình dự cái lễ phóng sanh, cái tâm trạng mình nó mở tâm lượng ra chứ lắm. Rồi mình về chùa mình nghe viết, rồi mình phát tâm ăn chay trường luôn. Đó là dừng sát, thành tâm sám hối. Nhớ nghe. Nên con ruồi, con mũi, con kiến mình cũng có đập. Ngày xưa mình thói quen, mũi mà bay ngang là mình chụp nó liền, hoặc mình đập một cái bóp dẹp lép. Hôm qua nhà Đức ngồi gần cái ông đó, mà ông đập 5 con ruồi chết, ngồi trước mặt ông thầy mà còn sát sanh. Ghê thiệt. Nhưng Đức nói sao mà chú đập hoài. Ông nói là quen rồi, đập mấy chục năm. Nói sao rồi xong luôn. Bởi vì cần cổ ông cứ gì nè, đập giết cần cổ quéo bên luôn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó thôi, giấc ngủ của mình ngủ văn mùng đi cho nó chắc. Còn nếu nó cắn vài con mũi cũng không có chết đâu, đừng có sợ. Chứ đừng có mua cái loại này loại kia diệt nó, nghe chưa?
ngủ có một đêm mà giết bao nhiêu con muỗi sát sanh đó. Phật dạy là tứ sanh phụ mẫu, tất cả con muỗi nó cũng là từng ông bà cha mẹ mình đó, tạo nghiệp mà bây giờ đầu thai làm súc sanh đó. Thôi mình biết tu ăn chay trường, đừng có sát sanh nữa, thấy không? Đó là tự nhiên mình dừng sát thật lòng. Nên những đức khi trước khi phóng sanh có vài lời khuyên vị vậy đó. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả mấy Bồ Tát chim nè. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha.